Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2017. Và chúng ta học tiếp các cái phần trong lộ ngũ. Như chúng ta biết là cái hoạt động của dòng tâm thức của chúng ta đó là phải đi qua lục căn, tức là sáu căn tất cả. Và trong sáu căn này chúng ta chia ra hai phần. Một cái phần mà nó gọi là ngũ môn, tức là lộ ngũ này nó có cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt và lộ thân. Và một cái lộ mà chúng ta sẽ học riêng đó là lộ ý, là bởi vì những cái hoạt động của nó có cái đặc thù của nó, cho nên là chúng ta chia ra học riêng. Còn năm cái lộ mà nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này đó là nó có những cái nét căn bản giống nhau. Thì dĩ nhiên mỗi cái lộ của nó thì nó có cái hoạt động khác nhau, nhưng mà trên cái căn bản nó giống nhau. Cho nên là chúng ta sẽ học một cái tiêu biểu. Thì những cái khác á, là chúng ta sẽ nói qua. Thì như vậy là chúng ta có thể hiểu được. Và khi mà mình nhìn thấy thế này, như vừa qua đó là chúng ta học cái phần á, tâm và cảnh, rồi chúng ta học cái phần đó thọ và cảnh, hay ngược lại chúng ta nói cảnh và tâm và cảnh và thọ thì cũng vậy thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái hoạt động tâm thức của chúng ta không đi ra ngoài cái việc mà tâm tiếp nhận cảnh. Và xử lý cảnh. Vậy theo nó có hai cái công việc. Đây là tất cả những cái đường mà chúng ta gọi nó là hoạt động của tâm. Hay là hoạt động của tâm thức, hoạt động của cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nó chính là cái việc mà tâm chúng ta tiếp nhận cảnh và tâm chúng ta xử lý cái cảnh đó. Chúng ta còn gọi là ứng xử với cảnh. Chúng ta có thể nói là nó tỏ thái độ đối với cảnh. Gọi là xử sự với cảnh. Gọi là phản ứng đối với cảnh. Hay là còn gọi là tạo tác đối với cảnh. Đấy. Cả những cái hoạt động này gì vậy? Và chúng ta nhớ một cái điều căn bản về để mà chúng ta hiểu cái sự tiến hóa trong cái đường tu tập của mình đó, là khi nào cái tâm chúng ta này còn là tâm của một người phàm phu. Tâm người phàm phu thì có cái phần quế nhiễm là tham sân và si. Thì cái việc mà tâm của chúng ta khi tiếp nhận cảnh này, để mà nó khởi lên cái cảm thọ đối với cảnh, thì tất cả cái này nè, nó mang cái tính chất bất định. Còn cái tâm của một cái bậc mà đắc thiền thì cái tính chất bất định đó, nó phải nói là nó giảm lại, nó giảm đến là 80-90% là nó không có cái tính chất bất định, mà hầu như là nó có một cái sự ứng xử rất là mềm mại, rất là dễ dàng. Còn đối với tâm của một bậc thánh, của một bậc A-la-hán, thì cái tâm này tự tại. Và chỉ có cách duy nhất á, là coi như là chỉ coi như ứng xử suông mà thôi. Không có một cái gì mà gọi là phản ứng đối với cảnh đó. Bởi vì thấy rõ, biết rõ và biết cách giải quyết. Không có cái gì gọi là cái phản ứng cả.
Nhưng mà tất cả chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta có phản ứng. Hãy nhớ như vậy để khi mà chúng ta hành trì thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta phản ứng và chúng ta biết chúng ta là người phàm phu. Và chúng ta phải cố gắng rèn luyện để cho cái tâm chúng ta khi đối cảnh đó nó bình tĩnh hơn, nó thanh thản hơn, nó sáng suốt hơn, nó trầm xuống, để mà nó tập quan sát đối tượng, tìm hiểu đối tượng và biết rõ cái đối tượng này, hiện tượng pháp nó là gì và bản thể pháp nó là gì, thấy rõ gì? Chúng ta tập thôi, chớ còn tất cả những cái trạng thái mà chúng ta gọi là ứng xử, là phản ứng này, nó vẫn xảy ra, nó vẫn xảy ra chứ không phải là nó hết xảy ra đâu. Và khi mà mình rèn luyện nó dần dần đó, mình sẽ thấy cái tâm mình nó bớt phản ứng lại, là mình biết là mình đi đúng chánh pháp rồi đó. Còn không, nó sẽ nằm trong một chuỗi này, còn nhiều thứ nữa, không phải không? Và như vậy thì chúng ta sẽ còn tạo nghiệp. Và những cái mà chúng ta phản ứng đây đó, khi mà tâm chúng ta bắt cái cảnh này á, thì cái nổi bật nhất á, là cái cảm thọ nó phát sanh lại. Cho nên khi mà bốn cái đề mục tứ niệm xứ mà gọi là thân thọ tâm pháp, thọ nó đi trước, nó đứng hàng thứ nhì, thì như vậy mình biết là những cái cảm xúc của mình á, nó là hiển lộ tất cả những cái gì mà từ vô lượng kiếp đến nay đó, chúng ta đã có những cảm xúc đó. Và những cái cảm xúc này nè, nó trở thành là những cái mà coi như là những cảm thọ trong tâm. Và chúng ta hưởng những cái cảm thọ đó, và nó ghi thành những cái dấu ấn trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên á, là nó sẽ hình thành ra những cái khuynh hướng thuộc về cảm thọ. Và tất cả những chúng sinh trong cõi dục mà còn cái tâm phàm phu này thì cái khuynh hướng bao giờ cũng thích thọ lạc thọ hỷ và từ chối những cái cảm thọ thuộc về ưu và khổ. Còn một người hành giả, cái người này nè, cái người phàm phu này nè, người này thì tiếp nhận cái hỷ lạc, quan hỷ cái hỷ lạc này. Nhưng mà cái người này đó từ chối những cái xả và ưu, coi như phản công rồi đó, không chấp nhận cái này, đẩy nó đi. Đó là cái phản ứng tự nhiên của người phàm phu. Nó là một cái phản ứng rất là tự nhiên. Nó nói tự nhiên là bởi vì nó đi từ vô lượng kiếp cho tới nay, nó thành ra một cái thói quen và thành ra một cái kinh nghiệm sống. Nó đưa ra thành những cái mà nó gọi là cái những cái trải nghiệm về những cái đau khổ và cái hạnh phúc trên đường linh hồn. Còn một cái người hành giả mà tu tập đó, thì khi mà những cái hỷ lạc nó phát sanh và những cái khổ ưu phát sanh này đó, thì cái người hành giả này ra, khi nó đến thì người ta vẫn tiếp nhận nó, nhưng người ta luôn luôn là người ta quan sát nó, người ta kiểm soát nó, người ta canh chừng nó, để người ta coi cái phản ứng ở trong tâm của mình như thế nào. Tức là ta đã tìm để nhìn thấy cho rõ cái cảnh này. Và khi cái cảnh này nó xuất hiện thì cái tâm chúng ta là tâm gì và cảm thọ là cảm thọ gì. Cái hành trì nó nằm ở chỗ này. Còn nếu không đó, những cái lớp sống cảm xúc đó nó sẽ cuốn chúng ta đi. Vì vậy tất cả những cái cảm xúc này mà nó hình thành ra những cái cảm thọ khổ ưu hoặc cảm thọ hỷ lạc hay cảm thọ xả đó, nó đều nằm trong dòng nghiệp của chúng ta. Và vì vậy đó, cho nên nó gọi là những cái nghiệp cảm, mà nó đi theo cái dòng nghiệp này để nó tỏ một cái thái độ là bây giờ nó xử lý cảnh như thế nào, nó ứng xử ra sao, nó xử xử thế nào, nó phản ứng và nó tạo tác ra sao. Nó sẽ làm như vậy. Và cái khuynh hướng của nó. Cho nên nhiều khi á, bản thân mình cũng nhìn thấy một cái điều đó. Mình hỏi tại sao mình nói vậy? Tại sao mình phải làm vậy? Tại sao mình đối xử với người ta như vậy?
Tức là mình đã hành xử trước khi mình kịp nhận ra. Kịp nhận ra cái đó là cái gì? Nhưng mà cái đó nó cũng vẫn thuộc về mình, bởi vì đó là nó nằm trong cái sức mạnh của những cái pháp bất thiện và pháp thiện, nó đẩy mình đi rất là nhanh. Và ngay chỗ này, ngay cái phân đoạn này, chúng ta nói rằng không biết tại sao tôi làm như vậy, tôi chưa kịp nghĩ gì hết thì nó đã bật ra để nói vậy. Thưa quý vị, không phải như vậy. Không phải như vậy. Bởi vì ngay tại cái phân đoán này nè, cái phước về trí tuệ chúng ta nó không phát sanh. Bởi vì chúng ta không có quen quan sát, không có quen mà chúng ta kiểm soát nó, không có quen điều phục nó. Cho nên là khi đến đây thì chúng ta bị cái nó che lấp, cho nên đi vào trong những cái khuynh hướng xấu. Còn cái người nào mà trong khi người ta buộc miệng ra, người ta nói hay là người ta ứng xử mà chưa kịp phản ứng mà nó tốt á, bởi vì cái thói quen tốt nè, cái căn lành người ta rất là mạnh mẽ. Vì vậy một lần nữa sư cô nhắc nhở lại là cho tất cả chúng ta đều thấy rằng là kinh Pháp Cú nói rằng việc tốt nhỏ mấy cũng làm. Bởi vì nó làm thì cái pháp thiện và thiện trí của mình á, nó được mạnh mẽ hơn, nó được tài bồi hơn, mỗi cái một chút. Và khi mình không làm cái điều mà tốt đẹp thì cái tâm mình nó dễ rơi vào những cái pháp không tốt. Ví dụ như trước cái phước báo lớn lao của người khác, người ta xinh đẹp, người ta tài giỏi, gia đình người ta hạnh phúc, ta thành công trên đường đời, người ta nổi tiếng, mà mình không tùy hỷ được là pháp bất thiện trong người mình có mặt liền, là cái lòng đố kỵ mình khởi lên. Cho nên mình thở dài, mình nói sao người đâu mà có phước quá, còn tôi sao mà nó vô phước quá vậy, rồi tuổi thân tuổi phận nhẹ nhất cũng đã dính vào trong chỗ đó rồi. Cho nên hãy pháp thiện mà nó không khởi lên được là pháp bất thiện nó có mặt mà chúng ta không nhìn ra. Tại mình cứ nghĩ pháp bất thiện là cái gì ghê gớm lắm. Mình không nghĩ rằng chính cái tuổi thân tuổi phận của mình, cái mà mình cảm thấy mình không bằng ai rồi mình thở dài đó, mình không hiểu đó là pháp bất thiện. Cho nên tùy hỷ cũng phải có cái học hỏi, có cái hiểu biết mới tùy hỷ được. Và khi những cái thở dài thân thân trách phận của mình đó, mình cũng phải hiểu rõ cái gốc gác nó nằm ở đâu để mình không cho nó tái phạm. Vì tất cả nó nằm ở cái chỗ đó, là cái căn bản đó, mình luôn luôn mình so sánh người ta với mình. Nó nằm ở chỗ đó thôi. Bỏ cái thói quen so sánh mình với người ta. Mình chỉ so sánh mình với mình thôi. Ngày hôm qua tới ngày hôm nay mình ra sao? Chỉ như vậy là tốt rồi. Thành ra con đường tu tập và con đường đời đó là phải tách nó ra. Còn không chúng ta sẽ đan xen với nhau. Con đường tu tập là làm thế nào cho tùy hỷ phát sanh. Còn cái con đường mà không tu tập là cái con đường đó là để cho những cái khuynh hướng mà nó thuộc về ngã mạn, nó đi những cái pháp bất thiện nó trỗi lên. Nó cực kỳ đa dạng mà chúng ta đây không có kiểm soát được. Không, hoặc là tìm cách để cho cái đối tượng mà nó đang đẹp đẽ đây nó phải có một cái khuyết điểm thì mình mới hài lòng. Phải tìm ra cho được. Và cái tìm ra cho được đó là cái để mà nó thỏa mãn cái sự ngã mạn của mình. Chứ chưa nói đến cái sự chỉ trích, chưa nói đến cái chuyện mà mình bôi lọ người ta, chưa nói đến cái chuyện đó. Đó này là cái tâm quấy nhiễm mình nó nặng quá rồi. Cho nên rồi khi mà chúng ta học sâu vào di diệu pháp, chúng ta hiểu thế nào là cái con đường đời, con đường thế gian, con đường luân hồi, và thế nào là cái con đường tiến hóa về tâm linh, để mà chúng ta xa rời những cái thói quen, những cái khuynh hướng, những cái cách ứng xử mà làm cho chúng ta đó không có thể từng bước mà chúng ta tách ra khỏi những cái khổ đau trong cái đời sống của mình. Thì như vậy chúng ta thấy được đó là
cái hoạt động về tâm thức của chúng ta nó đi trên những cái nét chính yếu đó mà thôi, xử lý với cảnh. Thì ngày hôm nay, cái bài ngày hôm nay mà chúng ta học về cái lộ nhãn môn á, thì chúng ta đang nói tới một cái phần đầu tiên trong cái lộ ngũ, mà cũng là cái phần đầu tiên mà chúng ta nói đến một cái dòng tâm thức nó có cái tên. Nó tên đó là nó nhãn thức, bởi vì nó nhìn bằng mắt, nhìn bằng cái nhục nhãn này đây. Và cái nhục nhãn này đó, thì chúng ta nhìn cái tiêu đề nó, chúng ta sẽ thấy là cái lộ nhãn mà với cảnh rõ, thấy không? Rồi đó là cái, xin lỗi, là cái cảnh rất lớn, tức là rất rõ, cảnh rất lớn, rồi cảnh lớn, rồi cảnh nhỏ, rồi cảnh rất nhỏ. Nó có bốn cái trường hợp như vậy, để cho mỗi khi mà nó nhìn cái cảnh rất lớn thì cái hoạt động tâm thức như thế nào, rồi cái cảnh mà nó lớn thì nó hoạt động ra làm sao, rồi cảnh nó nhỏ nó hoạt động ra làm sao, cảnh rất nhỏ nó hoạt động ra làm sao, để chúng ta thấy. Chúng ta thấy để chúng ta tự dần dần chúng ta nhìn ra những cái hoạt động tâm thức này, mà chúng ta biết là tâm chúng ta là nó tạo tác nhiều hay ít, tạo tác tới đâu hay là nó chưa tạo tác, thì chúng ta cũng thể dần dần chúng ta biết được. Khi nào chúng ta biết được nó một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ bớt cái chuyện mà chúng ta đồng quá nói với mình là một. Cho nên cái một cái khuynh hướng tự nhiên mà nó trôi lăn từ nhiều kiếp trong đời sống chúng ta là bao giờ chúng ta cũng đồng hóa những cái trạng thái tâm của chúng ta với ta là một. Và những cái trạng thái tâm này nè, 52 cái này nè, gọi là 52 cái sở hữu tâm, nhưng mà thật ra nó là hành uẩn, tức là những cái nhóm pháp mà nó tạo tác nên cái nghiệp. Nên đây nó gọi là hành uẩn. Nó trừ cái thọ uẩn và tưởng uẩn ra thì còn 50 cái sở hữu tâm còn lại nó hành uẩn, tức là tạo tác. Mình nói theo cái ngôn ngữ đời thường mà mình có thể biết được đó, tức là đó là những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên. Và trạng thái tâm khởi lên thì bao giờ nó cũng phải nằm trong tâm gì. Cho nên khi mình thấy những cái trạng thái vui, trạng thái buồn, những cái bất cứ cái trạng thái nào mình bắt gặp nó, thì mình đều phải hỏi rằng trạng thái này nó nằm trong tâm gì. Nó nằm trong tâm gì thì nó sẽ thực hiện hết tất cả cái bản chất của tâm đó. Cho nên lần trước chúng ta học về cảm thọ thì chúng ta thấy cũng cảm thọ hỷ lạc, nhưng mà hỷ lạc này khi nó nằm trong tâm thiện thì nó là cái gì? Mà khi mà nó nằm trong cái tâm bất thiện đó thì nó là cái gì? Còn không á, thì chúng ta sẽ thấy hỷ lạc là hỷ lạc thôi. Và lúc nào cũng chào đó nó và gọi nó là cái hạnh phúc của mình. Nhưng mình không có rõ, không có biết nó, mình nhầm lẫn nó. Giống như mình đi mua mà mình mua hàng nhái vậy đó. Thì khi mình về sử dụng đó, là không biết bao nhiêu cái chuyện mà nó phiền phức nó xảy ra cho mình. Cái hàng nhái nó đẹp, nhưng mà khi về nó có thể nổ lên, nó có thể bốc cháy, nó có thể gây thương tích cho mình, nó có thể đốt nhà mình, nó có thể gây tai họa luôn cho cả hàng xóm. Cái đó là cái chuyện đúng sự thật, chứ không có nói sai khác. Thì cái tâm chúng ta có sự nhầm lẫn, có sự sai lệch, có sự xáo trộn điên đảo trong tâm, thì chúng ta không có lường được là chúng ta sẽ ứng xử ra sao. Chúng ta tạo tác cái gì? Cho nên một người mà người ta gọi là hiền lành, người ta ít có phản ứng nhất. Mà khi nó tích lũy đó, thì những cái phản ứng của nó không thể tưởng tượng được. Quý vị theo dõi thì quý vị sẽ thấy. Con trai 15 tuổi chém chết cha mẹ. Cũng may là khi mà đưa đến bệnh viện thì trước khi chết thì cái người cha có nói là đây là lỗi của tôi. Tôi biết đây là lỗi của tôi rồi. Xin lỗi vợ và con. Đánh vợ còn tệ hơn người ta đánh con chó. Đánh đến độ người héo queo, héo quắt.
chỉ là co rúm lại chứ không có còn cái cách gì khác hơn. Nó khủng khiếp cho đến độ là cái người đàn bà này đó, mỗi lần bị như vậy thì cái người nó rúm rố lại thôi, đánh để chết chứ không phải đánh để sống. Cái điều này nó gây nên một cái sự bức xúc trong những đứa con, mà nhất là cái đứa nào mà nó hiểu biết đó, thương mẹ nhiều nhất, thì cái đó là cái nỗi bức xúc mà nó tích tụ lâu dài. Cho đến khi mà cha nó đánh mẹ nó bất tỉnh rồi thì nó tối tăm mặt mũi nó. Vì thế ông nó tích lũy trong tâm. Đứa con có hiếu, đứa con biết thương mẹ, đứa con có một cái trái tim để mà thông cảm mà thương yêu mẹ, thì nó trở nên rất là tàn ác khi nó ứng xử với cái người cha. Những cái bức xúc đó làm sao mình nói được, những cái phản ứng. Phản ứng nó đi từ cái chỗ nó không tiếp nhận cái sự tàn bạo của cha đối với mẹ nó, bởi vì đây là nỗi đau khổ. Nó không chấp nhận sự đau khổ này. Nó tích lũy như vậy. Cho nên ai cũng cảm thấy rằng đó là một cái chuyện rất là đáng tiếc. Mình cũng vậy, khi mình ứng xử cũng vậy. Khi cái khuynh hướng mà mình không chấp nhận những cái điều mà gọi là làm cho mình bực bội, làm cho mình khó chịu, làm cho mình không có thể nào chấp nhận được đó, thì bao giờ nó cũng sẽ đi đến một cái khuynh hướng như vậy. Và nó sẽ hủy hoại. Đó là luật của tâm linh. Chúng ta không đi ra khỏi cái luật đó đâu. Chúng ta chỉ đi ra khỏi khi nào chúng ta hiểu biết. Chúng ta thấy rất rõ nó đi như vậy. Và cái hỷ lạc mà nó nằm đây nè, mà ta tiếp nhận nó, là nó hỷ thuộc về bốn tham thọ hỷ. Nếu nó là hỷ thiện, nó không có phần này. Nó không có cái sự chối bỏ này. Cho nên là khi chúng ta hành thiền hoặc là chúng ta học pháp á, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta học cách để tiếp nhận cảnh, học cách để xử lý cảnh. Chúng ta không đi theo một cái khuynh hướng, nó gọi là một cái khuynh hướng của cái quả lọc. Nó đi đến cái đỉnh điểm của cái hỷ lạc thuộc về tham, thì nó sẽ đi đến cái đỉnh điểm của đau khổ. Quy luật về tâm linh dạy cho chúng ta như thế. Cho nên cái sự tu tập chúng ta mang cái tính chất bình an, tức là nó cân bằng, nó sáng suốt, để nó biết rõ hỷ lạc này là hỷ lạc gì, và khổ đau này là khổ đau gì, để nó không đi vào hai cái con đường của quả lạc này, mà đi cái con đường này, con đường sáng suốt này. Và cái hỷ lạc nó sẽ phát sanh trên con đường thiện lành sáng suốt này, mà nó không nằm trong hai đối cực. Còn không, tất cả chúng ta nằm trong hai cái đối cực này. Cho nên bình tĩnh này, bình an nè, sáng suốt nè, và trí tuệ nè, thì hỷ lạc nó nằm trên cái trục này. Nó không nằm trong hai cái khuynh hướng cực đoan này. Chúng ta hãy khảo sát cái đời sống nội tâm hàng ngày của chúng ta để chúng ta biết cái giáo pháp này. Còn nếu không, chúng ta cam tâm để làm nô lệ cho nó. Bởi vì chúng ta đó đồng hóa với nó. Chúng ta đem nó về chúng ta làm một. Những cái cảm xúc đó với ta là một. Không ra khỏi được. Vì chúng ta quen thọ hưởng. Cho nên là cái đường tu tập của mình đầu tiên đó là mình học cái ly dục. Và cái sự thành tựu nằm trong cái chỗ là không còn thọ dục nữa, nó gọi là diệt dục rồi. Nó đâu có đi vào cái hai cái khuynh hướng đấy đâu. Cảm thọ của nó cuối cùng là hành xả mà. Cái đỉnh cao trong cái tâm của vị Phật, nó nằm ở cái chỗ là cái pháp này đó, nó là xả và hành xả nó nằm đây. Nguyên của giải này từ những cái tầng cấp của nó, xả và hành xả. Đi nhìn đây. Cái đỉnh cao của thiền định nó vẫn là xả.
đỉnh cao của thiền vô sắc giới là xả, đỉnh cao của các tầng bậc thánh đều là xả, tức là nó là bình yên. Bình yên và sáng suốt, không có chao động. Còn cái đời sống chúng ta nó chao động, nó là cái quả lắc luôn luôn nó chao động, cho nên nó có những cái bức xúc ở trong ta. Nếu cảm xúc khó chịu đựng được. Cho nên chúng ta nghe một cái tin gì ngoài ý muốn thì lập tức những cái cảm xúc đó xâm chiếm chúng ta và chúng ta gần như là đờ người đi. Đó là trạng thái của si. Nó làm cho đó cơ thể chúng ta nó hầu như là dây thần kinh của chúng ta nó không còn muốn nhúc nhích nữa. Và cái đầu chúng ta giống như đặt quánh lại, không còn biết phải nghĩ gì, không biết phải làm gì. Còn kinh hoảng sợ hãi trong lúc đó nó sẽ làm xáo trộn hết. Vậy thấy không? Cháy nhà lính quýnh không biết cái gì ra, sách đại có khi cầm cái miếng giấy rách mà chạy không biết, có khi bưng cái thùng rác mà chạy cũng không biết, tới chừng ra rồi mới biết, không biết sách cái gì nữa. Cho nên cái trong cái đời sống, cái tâm chúng ta đứng trước cảnh nó chao đảo dữ đó, nó ứng xử đó cực kỳ đa dạng, không có lúc nào nó giống nhau đó. Nhưng vì chúng ta đây đó không có quan sát nó, không có kiểm soát nó, không có hiểu biết nó, cho nên nó lặp đi lặp lại và nó cứ làm như vậy mà chúng ta không biết nó là gì, chúng ta tưởng nó là mình. Cái tu tập mà để làm nên cái sự sáng suốt về trí tuệ tâm linh đó là chúng ta phải biết rõ nó là ai. Nó xuất hiện nơi cái sắc pháp này, trong cái suy nghĩ này, để mà nó đưa cái chúng sinh mà có cái thân tâm đang hoạt động này đi về đâu. Và nó đi theo cái luật của cái pháp thiện và pháp bất thiện của nó. Nó đi như thế. Nhưng chúng ta đây không biết. Chúng ta cứ tưởng tất cả những cảm xúc đó là của mình. Và mình nuôi dưỡng những cái cảm xúc đó. Và mình chờ đợi những cái cảm xúc đó. Ăn một miếng ăn cũng là để tái lập về những cái cảm xúc, những cái thuộc về cảm thọ mà mình đã trải qua bằng cái vị giác này. Bằng cái mùi mà mình đã thưởng thức, mà mình đã hài lòng. Thì nó nhớ trong cái tưởng đó, ghi lại và nó nhớ cái đó. Và nó hình thành nên một cái khuynh hướng, một kinh nghiệm. Và cứ thế cuộc đời chúng ta tái lập lại những cái gì mà nó đã trôi chảy trong tiền kiếp, giờ đây nó tái lập lại trong cái thói quen đó mà chúng ta không nhìn thấy nó. Bao giờ chúng ta nhìn thấy nó là đời sống tâm linh chúng ta bắt đầu lóe sáng. Còn không, chúng ta đi trong vô minh và chúng ta đi trong tất cả những cảm thọ mà nó nằm trong cái bản năng, nó đi trong từ tiền kiếp cho tới bây giờ. Mặc dù chúng ta có phước báu là có thân xác con người, chúng ta có cái trí tuệ về tâm linh, nhưng chúng ta ít sử dụng quá. Chúng ta phải học hỏi để chúng ta sử dụng, thì lần lần chúng ta sẽ tự thắp sáng lên mà đi. Tại tự mình mới có thể trông thấy những cái gì nó xảy ra trong tâm mình. Cho nên lúc đó mình không nhìn bằng cái nhục nhãn nữa, mà mình nhìn bằng cái huệ nhãn để thấu vào bên trong. Hôm nay chúng ta học về cái nhục nhãn này ra, cái hoạt động của nhục nhãn này. Nhưng mà hoạt động của nhục nhãn này nó sẽ tạo tác. Bởi vì cái bản chất của nó là cái tâm này nó tiếp nhận với cảnh. Và khi tâm tiếp nhận với cảnh thì những cái cảm thọ phát sinh, thì những cái sự phản ứng xử sự và tạo nghiệp của nó sẽ nằm trong cái phần động tác này. Và nó hết sức là đa dạng. Ở trong cái kinh điển thì nêu một số cái trường hợp coi như là thường xảy ra thôi. Chứ còn cái thực tế trong cái đời sống đó, cái tâm của mỗi người đó, nó biến chuyển mà bản thân mình cũng không thấy hết nữa. Chừng nào đụng cảnh, chừng nào đụng chuyện thì nó mới hiển lộ ra hết. Chưa đụng cảnh, chưa đụng chuyện thì tất cả những cái phần sâu xa bên trong này chúng ta chưa hiển lộ được. Bình thường thì chúng ta nghĩ rằng cái tâm chúng ta như thế này
tốt như thế này, đàng hoàng như thế này, tử tế như thế này. Còn cái phần này có nhưng mà nó không có đến đổi nào. Nhưng mà đến khi đụng cảnh rồi đó, cái khi mà mình nói rằng tối tăm mặt mũi không còn biết gì đó, chỉ biết ứng xử mà thôi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tất cả những cái nghiệp lực của nó hiển lộ ra. Và khi chúng ta hiểu nó thì mọi sự nó đã muộn rồi. Và chúng ta thấy rằng phải chi lúc đó mà mình kiềm chế một chút, phải chi lúc đó mà mình sáng suốt hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút, thì mình đã không quá đáng gì thêm. Hầu hết khi chúng ta phạm những cái lỗi lầm thì chúng ta đều thấy cái đó xảy ra hết. Cho nên là cái thiền Vipassana, hiệp thế cũng như là thiền Vipassana mà lúc chúng ta hành trì, để chỉ thuần là hành trì thôi đó, thì cũng chỉ nằm trong cái luật mà nó phải làm việc đây, chứ chúng ta không ra khỏi cái luật này được, là tâm nó phải tiếp nhận cảnh và nó xử lý cảnh. Thì giờ đây đó, chúng ta học để tiếp nhận và học để xử lý. Đó là con đường tu của chúng ta và con đường hành thiền Vipassana chúng ta nằm ở chỗ này. Cho nên hành thiền có nghĩa là quan sát mà không phản ứng. Hành thiền có nghĩa là thấy suông, không ý kiến gì hết. Còn cái thói quen trong đời thường chúng ta hãy thấy là có ý kiến, thấy là có nhận xét. Bây giờ khi mà tu tập thì chúng ta làm thế nào để thấy sâu hơn, chớ không cắt ngang bằng cái nhận xét, bằng cái phản ứng của chúng ta. Tập không phản ứng, buông bỏ những phản ứng. Tập chỉ thấy suông, biết suông, hiểu suông, không ý kiến gì hết, không hành xử gì hết. Để cho cái thấy càng lúc càng sâu, để cho cái thấy càng lúc càng rõ. Vì tâm chúng ta có khả năng bắt cảnh, tâm chúng ta có khả năng nhận thức, có nghĩa rằng tâm chúng ta có khả năng chiếu rọi lên tất cả những đối tượng. Và nó có cái khả năng không những nó chiếu bề ngoài, mà nó còn có thể chiếu vào thâm thẳm ở trong sâu, có khả năng biết hết. Cho nên một cái vị Phật, khi mà cái tâm của cái vị này nó như một cái ánh đèn, đèn với cái ánh sáng của mặt trời đó, thì nó soi vào đâu cũng thấy rõ, không có hề có chút nhầm lẫn nào cả. Cho nên nhiều người lấy những cái sự ứng xử của một cái vị Phật để mà lấy cái pháp phàm phu ra để bình luận đó, thì cái đó là cái mà mình không có nhận biết được, mình không có hiểu được, mình càng nói càng sai, càng nói càng sai. Cho nên một cái luật về tâm á, là cái người mà cái tâm người ta, cái quế nhiễm á, mà nó thấp mà cái trong sạch nó cao đó, thì người ta biết được tâm của người dưới. Chứ không bao giờ mà cái người dưới thấp này có thể biết cái tâm người trên cao. Nhưng mà bây giờ thì người ta làm ngược lại, cho nên người ta rất là thô tháo, muốn nói là nói, muốn tôn xưng ai là tôn xưng. Mình không có quyền tôn xưng mà cũng không có quyền đánh giá, tại vì mình có hơn hay không. Và khi mình đánh giá thì mình phải có cái tầm nhìn đó, rộng bao quát và soi rõ được mới nói. Khen cũng phải soi rõ được mới khen, mà chê cũng phải soi rõ được mới chê. Còn nếu không ta trở thành người hồ đồ. Cho nên khi Ngài Xá Lợi Phất tán thán Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hỏi: ông có biết rõ không mà tán thán? Là Ngài Xá Lợi Phất hưởng lại đi. Cho nên một người có cái tuệ giác đó, không có phải là nghe người ta khen để mà hài lòng, thấy người ta chê để mà bực bội, không có cái đồ đó. Anh có đủ khả năng để khen tôi không? Mà anh có đủ cái tư cách để chê tôi không? Cái vấn đề đặt ra là như vậy. Còn khi mà cái sự si mê trong tâm của mình, mình thấy ai chê người này thì mình cũng thấy chắc đúng rồi đó. Mà thấy ai khen người này cũng thấy chắc đúng rồi đó. Thì dành cho những người mà muội lượt mới làm công chuyện đó. Còn cái người có trí thì người ta khen mình cũng phải xem lại, người ta chê mình cũng phải xem lại. Mình không đánh đồng trong chỗ đó.
Và khi mà mình không có thể nào tìm được thì mình hỏi là mình có đủ khả năng để thẩm định về cái người này để khen hay chê không? Còn không mình đi trái lại với cái luật về tâm linh thì mình chỉ tạo cái khẩu nghiệp mà thôi, tạo cái nên ý nghiệp, tạo nên khẩu nghiệp. Mà khi mình dùng cái sự sai lệch của mình để ứng xử thì tất cả ba cái thân khẩu ý đó đều mình tạo tác những cái phần xấu ác cho mình. Cho nên chúng ta học để hiểu về luật tâm linh. Khi chúng ta hiểu được như vậy rồi đó thì tất cả những gì ta không thể thận trọng. Người này ngưỡng mộ, người kia quá xá, khen tặng ghê gớm nhất. Thì mình hỏi người này có đủ năng lực để nói về khen tặng cái người đó như vậy không? Hay là do mình tưởng tượng ra là cái người này như vậy và mình đó theo cái cảm xúc của mình thì mình nói theo ý mình thôi. Mình có quyền nói theo ý mình. Nhưng mình không có quyền xác tính rằng người này là vĩ đại như vậy. Hoặc là người này là hèn kém như vậy, mình không có cái quyền đó. Nhưng mà nhận định người ta đâu có đúng. Quý vị thấy là trong cái tăng đoàn không? Thầy đuổi trò ra ngoài tại vì 6 tháng mà ông thuộc 4 câu kinh, mỗi câu kinh có 5 chữ thôi. Người anh là sư huynh cũng tu lâu rồi. Bây giờ nói trời em đi tu mà thầy dạy quá, nó có 4 cái câu kinh là 1 câu là 5 chữ mà 4 câu là 20 chữ mà 6 tháng không thuộc. Mà bây giờ thầy đuổi ra thì huynh đây còn biết nói cái gì hơn ngoài cái chuyện mà phải chấp thuận thôi. Nhưng mà người mà có thể hiểu rõ tại sao người này đó 20 chữ như vậy mà 6 tháng không thuộc thì người đó là Đức Phật. Và biết là cái kiếp cuối của cái vị Phật này bị ngăn che cái gì. Cho nên là dùng cái thần thông xuất hiện ở trong cái tịnh xá đó. Và mới hỏi sao giờ này lại ôm cái gói mà đi lang thang vậy? Vị này trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con bị thầy con đuổi ra khỏi chùa tại vì con không có thuộc 4 câu kinh. Đức Thế Tôn hỏi bây giờ làm sao? Thì nói rằng là thầy đuổi thì con phải đi, nhưng mà bây giờ con không có muốn ra khỏi chùa tại vì con không có muốn hoàn tục. Nhưng mà thuộc bài thì con không có thuộc bài. Đức Phật nói thì thôi, thì bây giờ tạm ở trong chùa đi. Thầy đuổi ra khỏi thì đâu có ở được, nhưng mà đi vòng vòng ở đây thì được. Thôi bây giờ làm đi, lấy cái khăn mà lau cái cửa bên ngoài để cho nó sạch sẽ đi. Thì người này mới nghĩ rằng nếu mình lau lẹ chắc mình ra lẹ. Thôi bây giờ mình cứ lau cho thiệt kỹ, cứ nhúng nước xả sạch, lau lau xong rồi là xả sạch rồi lau nữa, cứ như vậy rồi. Thì coi như là cả ngày làm việc vậy thì người này nhận ra đó. Hễ nó sạch rồi nó lại dơ, nó dơ rồi lại sạch, nó sạch rồi nó dơ rồi lại sạch, chỉ có thế thôi. Cái vô thường nó biến đổi như thế thôi. Thì người này đó đắc liền quả là. Và ngày hôm sau thì cái vị này đó là thông dong đi trở về Liêu Cốc. Thì mọi người đều ngó, kể cả ông thầy cũng đều ngó. Tại vì cái luật là chấp hành, mà anh không chấp hành anh làm gì thì để coi coi nó như thế nào. Nhưng qua ngày hôm sau thì Đức Phật chỉ định cái vị này lên thuyết pháp. Thì vị này khi mà lên thuyết pháp ấy, thì mọi người cực kỳ bất ngờ vì không nghĩ rằng một người 4 câu kinh 6 tháng không thuộc bị thầy đuổi mà ngày hôm nay lên pháp tòa dưới sự chứng minh của Đức Phật mà giảng pháp lưu loát như thế là không thể tưởng tượng được. Thành ra là chư Tăng mới hỏi tại sao vậy. Thì Đức Phật mới nói là trong nhiều kiếp vị này là một cái giảng sư rất là lỗi lạc, nhưng vì có cái tánh mà nó gọi là có cái đùa bỡn ở trong đó, thích chọc ghẹo người ta, thích hài hước, cho nên là trong cái tăng đoàn đó có một cái ông tăng lớn tuổi, ông vô tụng kinh mà ông cứ lắp bắp rồi tụng ngậm nữa. Thành ra hễ sau cái giờ tụng kinh thì ông này nhái lại cho cả cái hội chúng cười chơi. Tức là nhái cái ông sư mà ông tụng kinh mà ông lắp bắp á. Thì cái ông mà giảng sư này nè, ông nhái lại cho cái, ông cũng cười mà mọi người cười chơi vậy thôi. Vậy mà cái quả nghiệp nó mang theo cho đến cái kiếp cuối đó. Kia mà 6 tháng 4 câu kinh không được bị đuổi ra. Thành ra cái người nhìn thấu suốt
là người nhìn bằng cái huệ nhãn đó là Đức Thế Tôn đã nhìn thấy biết rõ. Thành mới nói là nhìn trong cái sâu xa của nó, nhìn thấy cái bên ngoài mà thấy cả bên trong, thấy cả cái nhân gần mà thấy cả cái nhân sâu xa. Không phải thấy một kiếp mà thấy trong vô lượng kiếp mới là đấng toàn giác. Thành ra không có cái gì mà Đức Phật là dạy cho bất cứ một cái chúng sinh nào mà có cái phước lành mà gặp Đức Phật mà người đó không thành tựu. Chỉ vấn đề là chống hay chạy mà thôi, nhanh hay là chậm mà thôi, chứ không thể khác hơn. Thành ra mình, cái tâm của mình bất cảnh, tâm của mình bất cảnh. Nhưng mà khi mình ứng xử tạo phước hay không tạo phước, lộn xộn ở trong này. Và vì vậy đó, tất cả những cái gì của mình làm phải xem xét, phải thận trọng lại. Mình ở cái mức độ nào mà mình biết được cái gì và cái gì ngoài khả năng của mình. Cho nên không có khen chê lộn xộn. Còn á, chỉ có những cái bậc đắc thiện, cái lời nói của người ta, cái độ chính xác nó cao hơn. Và bậc A-la-hán, và đặc biệt là đấng toàn giác, thì cái độ chính xác không còn có cái chỗ nào gọi là mờ cả. Vì thế con đường tiến hóa về cái trí tuệ thế gian và trí tuệ tâm linh giống nhau. Giống nhau ở chỗ về mặt thế gian, thì cái trí tuệ về thế gian nó tiếp cận với sự chính xác và chuẩn xác. Cái người mà nó bung thùa quá, làm sao cũng được, thì cái người đó nó đứng về mặt trí tuệ thế gian nó thấp. Còn cái người ta làm đâu á, ta tiếp cận đến sự chính xác và sự chuẩn xác đến đó, thì cái trí tuệ về thế gian cao. Quý vị nhìn một cái đất nước này, một cái đất nước mà người dân đó, người ta tôn trọng luật pháp, ta tôn trọng cái kỷ cương, và tất cả những cái gì người ta làm, người ta đều lấy cái độ chuẩn xác đứng hàng đầu, thì đó là cái dân tộc mà nó có tiến bộ và có văn minh về khoa học, kỹ thuật và các cái lĩnh vực khác. Còn những cái dân tộc mà nó sao cũng được, làng sàng, chuẩn cũng được, không chuẩn cũng được, nó lộn xộn trong đó, thì quý vị thấy nó thấp kém. Cái dân trí nó thấp kém, nó không cao được. Thì bây giờ mặt tâm linh cũng vậy. Cái trí tuệ để mà kiểm soát tất cả những cái hoạt động mà không bị nó làm cho mình là cuốn hút vào và mình đồng hóa với nó. Thì cái trí tuệ này nó phải đi đến chỗ khách quan và nó phải đi đến chỗ chính xác khi chúng ta nhìn thấy vấn đề từ hiện tượng đến bản chất. Đi hai con đường, cho nên nó giống nhau ở cái chữ trí. Người ta có thể nói trí tuệ thế gian và có thể nói trí tuệ tâm linh. Vậy nó đi đến cái chuẩn và nó soi sáng hết. Đi đâu chính xác. Vì làm một cái công việc gì chính xác hết. Một cái văn bản hành chánh. Thấy không? Thì nó từ cái cũng như một cái khổ A4 vậy á. Thì nó phải cách mấy cái dòng chữ thì nó đề cái tiêu đề gì. Rồi nó thụt vô mấy con chữ đầu hàng đó là gì. Và khi người ta nhìn cái người làm cái văn bản hành chánh, người ta biết, đã biết được đào liền đàng hoàng. Huống chi mà chữ nghĩa trong đó. Câu văn phải rành mạch, chữ đâu đó phải rõ ràng. Còn cái người mà nó không có cái chuẩn mực nào trong một cái văn bản hành chánh, muốn sao cũng được, thì quý vị thấy là rất nhiều những cái khó khăn và ngộ nhận xảy ra. Cho nên đưa một người làm hành chánh đâu phải dễ. Người ta họ viết họ Văn, viết Văn có rê. Người ta tên đó là T-A-R thì để chữ C-H vô. Người ta chữ cuối người ta là chữ T thì chữ cuối để chữ C-H vô. Nó gây ra không biết bao nhiêu việc. Thì chúng ta thấy con đường trí tuệ, con đường nó đi. Cố gắng làm cái gì cũng phải làm cho đàng hoàng, cho đúng đắn. Nó là cái nền để từ đó nó hình thành một cái thói quen. Và cái thói quen này khi chúng ta chuyển vào về tâm linh thì chúng ta đã có. Giống như bây giờ mình mài con dao cho sắc, thấy không? Bây giờ mình cắt chuối, hay là bây giờ đó là mình đem cắt một cái gì mà nó có tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như giờ đó mình đem giờ mình xén cái thạch cao, rồi mình điêu khắc, mình dùng cái mũi dao bén đó để mình làm, thì nó mang lại cái lợi ích thôi. Bản chất của nó là bén rồi đó.
trí tuệ thì nó phải chính xác, phải chuẩn mực, phải sắc bén. Rồi chừng đó mình muốn sử dụng vào cái nào sử dụng. Bởi vì tất cả những cái đó là đối tượng ở bên ngoài, đó là cảnh ở bên ngoài. Đây là cảnh thuộc về thế gian pháp hay là cảnh nó thuộc về pháp chân đế, chúng ta đều nhìn thấy rõ hơn. Cho nên cái ứng xử vậy. Thì hôm nay chúng ta đó học về cái lộ nhãn môn này thì thật ra là từ đầu tới giờ thì chúng ta cứ nói đi nói lại hoài, chứ không có phải là chúng ta không biết. Nhưng bây giờ mình học cho nó chi tiết một chút để mình nhớ rõ, ít ra cũng là trong 5 cái mình nhớ rõ được một cái. Thì từ cái nhớ rõ một cái này nè, thì mình sẽ bắt đầu đó, mình có cái cách để mình nhớ tới 4 cái nữa. Và cái cách nhớ này đó, nó giúp cho mình đó, từ rài trở về sau đó, khi mình tu tập thì mình nhớ phải kiểm soát cái con đường đi của tâm. Con đường đi của tâm là nó đi từ cái lộ nhãn, đi vào cái lộ nhĩ, đi vào cái lộ tỷ, đi vào lộ thiệt, đi vào lộ thật. Nó có con đường đi. Khi chúng ta tiếp xúc, khi các căn này tiếp xúc với các cảnh thì cái dòng tâm thức nó phát sạch. Cho nên mình nói muốn kiểm soát tâm, kiểm soát ở đâu? Thì kiểm soát ở 5 con đường mà nó đi. Rồi còn một cái con đường mà phải nói rằng là nó thâm thẳm mà nó bao la là cái con đường của cái lộ ý, mà đối tượng của nó là cảnh pháp. Có nghĩa là nó bao gồm tất cả. Và nó cực kỳ phong phú, cực kỳ đa dạng. Và chính chúng ta đây trở thành một cái người phàm phu lâu dài, hay chúng ta có thể từng bước tiến hóa nằm trong lộ ý. Vì nó, những cái hoạt động thuộc về lộ ngũ đây, nó sẽ tái tạo lại trong lộ ý. Và chúng ta dần dần chúng ta sẽ thấy cái cách hoạt động của nó. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần lộ nhãn môn cảnh rất lớn. Nó có 3 trường hợp nhất ạ. Trường hợp thứ nhất là cái lộ này đó, là cái cuối cùng của nó là động lực. Lộ thứ hai đó là cuối cùng của nó là cái tâm mót. Và cái lộ thứ ba của nó là hộ kiếp khách. Có 3 cái đó. Bây giờ chúng ta ôn tập lại cái lộ nhãn. Đây là cái lớn. Và để cho khỏi đi nhiều, sư cô chỉ cái nhỏ đây. Tức là 3 cái này, nó đều là tâm hộ kiếp cả. Cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy thế này. Đây là lúc chúng ta sinh ra. Thì đây là cái tâm tục sinh. Khi mà nó làm xong nhiệm vụ đầu tiên của nó là sinh ra, thì nó làm cái chức năng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và cho đến khi nào đó là cái tử xuất sanh. Tử nó hoạt động thì cái khoảng giữa này nó là hộ kiếp. Và cái hộ kiếp này tức là nó hộ trì kiếp sống. Có nghĩa rằng suốt một cái cuộc đời chúng ta ở giữa hai đầu sinh tử này, thì cái hộ kiếp này nó hoạt động suốt luôn cho đến giờ cuối cùng của nó. Và cái hộ kiếp này nó có, sau này khi mà nói về chức năng của nó thì chúng ta sẽ có hộ kiếp chủ. Cái hộ kiếp mà nó nằm trong cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy đó thì chúng ta gọi nó là hộ kiếp chủ. Hộ kiếp chủ này đó là nó bắt cảnh chủ. Mà cảnh chủ á là cảnh trong giờ cận tử. Giờ cận tử bắt một trong 3 cảnh. Đó là cảnh nghiệp. Cái thứ hai là cảnh nghiệp tướng. Và cái thứ ba là cảnh thú tướng. Nó bắt một trong 3 cái cảnh này trong giờ cận tử. Và như vậy, cái hộ kiếp chủ này nó sẽ bắt cảnh chủ và nó sẽ đi suốt trong cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy nó ôm một cái quá khứ và nó đi suốt trong cái kiếp hiện tại.
Và nó hình thành cái gì? Nó chính là hình thành cái tập khí, cái cá tánh của mình. Thiện cũng như bất thiện, cả hai luôn. Trở qua trở lại, trở tới trở lui, rồi nó cũng rơi về cái thói quen của nó. Chúng ta hãy đến trường cai nghiện và chúng ta thấy là có những người có cái thiện chí cai nghiện hoài rồi nó cũng về như vậy. Đó là những cái người mà trong tiền kiếp nó đã nghiện rồi. Đời này nó nghiện rất sớm và nó nghiện rất nặng. Rồi bây giờ nó có cái phước đi cai nghiện nhưng vẫn rơi trở lại. Nó phước đi cai nghiện vẫn rơi lại, phước đi cai nghiện vẫn rơi lại. Chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đó để chúng ta biết rằng những cái tập khí xấu của chúng ta, nó cứ sẽ trở đi trở lại. Cho đến khi nào chúng ta thấy rõ nó, chúng ta nhìn ra nó và chúng ta không coi nó là ta nữa thì chúng ta mới thoát. Còn không, chúng ta là tự mình lại buộc lấy mình vào trong. Nó thì thầm ở trong đầu chúng ta. Và tự nó nói lên cái tiếng nói quyến rũ của nó. Vì tiền kiếp nó đã từng nói như vậy và nó đi suốt trong cái kiếp sống này. Cho nên cái hộ kiếp này nó gọi là hộ kiếp chủ. Giảng như vậy bởi vì đó là chúng ta sẽ học tới phần thứ ba này, đó là chúng ta sẽ hiểu thế nào là cái hộ kiếp khách. Cho nên lúc đầu thì chúng ta chỉ nói một chữ là hộ kiếp thôi. Bây giờ chúng ta nói đến hộ kiếp khách, hộ kiếp chủ để mình biết. Nó mang suốt cuộc đời chúng ta. Cho nên những cái gì chúng ta tạo tác ngày hôm nay, nó trổ cái quả, nó phục kích đó. Và nó sẽ là nổi trội lên trong cái giờ chúng ta hấp hối. Rồi chúng ta tóm lấy cái đó, chúng đi ra suốt trong cái kiếp hiện tại này. Cho nên tại sao mà phải tu tới 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có thể thành Phật được? Bởi vì nó bớt đó rồi nó lại trở lại, nó bớt đó rồi nó trở lại. Nó nghiện rồi nó tái nghiện, nó nghiện rồi nó tái nghiện. Chứ đâu có phải dễ gì mà chúng ta chiến thắng nó. Cho nên việc xấu một chút cũng không làm. Và ngoài đường người ta nói là ma túy một lần cũng không thử. Vì thấy rõ chứ. Rồi Đức Phật nói là việc xấu nhất, nhỏ nhất, việc xấu mà nhỏ nhất cũng không làm. Ma túy một lần cũng không thử. Đặt cái ly rượu lên môi, rồi thuốc lá lên môi, ma túy hút hít, thì có một ngày nó phải dính vô. Không thể nào không dính vô được cả. Vậy chúng ta thấy cái hộ kiếp nó đi trôi chảy trong cái dòng đó. Bây giờ đó, khi cái dòng hộ kiếp bị trôi chảy đó, thì có một cái cảnh nó xuất hiện. Cái cảnh này đó là nó phải lớn, phải rõ thì nó mới chiếu vào cái hộ kiếp này, nó chiếu vào. Và khi nó chiếu vào á, nó mới có khả năng đó cắt đứt cái cảnh chủ này đi. Hộ kiếp chủ thì nó có cảnh chủ. Nó có cái khả năng nó cắt đứt cảnh chủ. Cắt đứt luôn cái cảnh chủ. Thì như vậy đó, cái cảnh mới này nó sẽ bắt đầu nó chiếu xuống. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy thôi. Đây là cái dòng hộ kiếp. Khi mà nó chiếu xuống đây thì nó bắt đầu đó là nó đụng được, nó chạm được rồi đó, thì cái này nó đi qua, cho nên nó hộ kiếp vừa qua. Rồi đó, mạnh xuống nữa là hộ kiếp rúng động. Và đây là hộ kiếp dứt dọc. Ba cái này, 1, 2, 3. Như vậy tới dứt dòng thì có nghĩa là nó đã cắt đứt được cảnh chủ. Đây, chỗ này là dứt dòng, cắt đứt được cảnh chủ. Để cho nó là cái cảnh mới đây, mà nó gọi là cảnh khách.
xuất hiện. Nó mới là làm cho cái hộ kiếp này không hoạt động được. Mà những cái tâm nó xuất hiện đây đó, nó là những cái tâm khách. Những tâm khách này nó sẽ làm nên cái dòng tâm thức mới. Nó trôi chảy ở trong cái dòng sống về tâm linh của chúng ta. Thì lần trước thì cô cũng có lấy cái ví dụ này lặp lại. Cái dòng hậu kiếp của chúng ta giống như một cái xe mà nó lăn bánh trên cái con đường cao tốc được. Nó cài 100 cây số hay nó cài 120 cây số thì nó cứ cài như thế và cái xe nó cứ lăn bánh. Nó không cần phải nói năng gì cả. Cài cái vận tốc bao nhiêu nó đi bấy nhiêu. Thì bây giờ trên cái con đường cao tốc đó bất thình lình có một cái người cảnh sát, người ta cầm cái cây đèn, người ta ra hiệu là phải dừng lại. Thì vậy cái đèn đó nó sẽ chiếu, nó chiếu vào cái chỗ cái xe nó đang chạy tới thì người tài xế thấy. Nhưng mà thấy rồi thì đâu có phải là thắng được ngay. Thấy rồi mới đạp thắng. Thì khi mà thấy rồi thì hộ kiếp vừa qua. Mà đạp thắng là hộ kiếp rúng động. Nhưng mà đạp thắng rồi thì cái bánh nó có lết chút xíu nữa. Thì đó, cho đến khi nó dừng hẳn lại được thì nó dứt dòng. Thì cái dòng trong cái chảy của cái hộ kiếp chủ tới đó bị cắt đứt. Thì ông cảnh sát mới tiến ra. Ông chặn xe là ông mới làm việc. Thì như vậy đó là cái cảnh khách này đây này. Nó mới xuất hiện những cái tâm khách để nó bắt cái cảnh khách này. Thì cái tâm khách đó chính là kháng ngũ môn. Trong kháng ngũ môn này đó thì nó có tới 5 cái. Thì bây giờ chúng ta đang nói tới cái lộ nhãn. Thì như vậy cái chỗ kháng ngũ môn này nè, thì giờ đây đó là nó xuất hiện ở đây. Nó ở đây nó là kháng nhãn môn xuất hiện. Như vậy đây là nhãn môn xuất hiện. Cái nhãn môn này đó là nó hoạt động có tính chất tự động. Con mắt của mình đó, nó mà hoàn hảo thì tự nhiên là nó thấy thôi. Nó không có một cái gì gọi là khó khăn cả. Và lần trước sư cô cũng ví dụ nó như là cái cửa tự động ở siêu thị, ở ngân hàng chẳng hạn. Tức là cái cảnh đó nó xuất hiện trong một cái tầm mức nó cho phép có thể thấy được thì tự động nó sẽ mở cửa. Thì nó gọi là cái nhãn môn. Hôm nay chúng ta lặp lại, ôn tập lại nhãn này đó. Thì chúng ta có nhãn căn. Đây chúng ta có nhãn môn. Nhãn căn là để mô tả về cái mắt của chúng ta. Nó có cái phần nổi lên phụ trần căn và cái phần mà nó chìm ở bên trong. Thì cái phần chìm bên trong này đó, nó là tịnh sắc căn. Còn cái phần mà thuộc về cái mắt chúng ta đây đó, thì nó gọi là phụ trần căn. Thì tất cả khi mà mô tả cái phần này đó thì chúng ta gọi nó là căn. Nhưng mà khi căn này bắt đầu hoạt động rồi, nó mở cái cửa nó ra rồi đó, thì chúng ta gọi là môn. Như vậy cái căn là mình mô tả nó trong thể tĩnh, thể thụ động. Khi nó bắt đầu nó hoạt động rồi đó thì cái tên gọi nó là môn. Bây giờ cái phần thứ ba nó gọi là vật. Là khi nào cái dòng tâm thức đó nó mượn cái này để nó di chuyển nè, nó làm rúng động cái thần kinh này đây, thì vậy cái chỗ này nó sẽ gọi là vật. Như vậy thì vật đây là căn đang hoạt động, hay nói rõ hơn á là tâm nó đang xuất hiện ở trên cái hệ thần kinh nhãn. Ngày hôm nay thì sự nghiên cứu về y học sẽ cho chúng ta thấy là cái thần kinh nhãn này khi nó hoạt động thì nó đưa tín hiệu vào cái vùng não.
và những cái thần kinh khác thì nó sẽ còn tùy thuộc là cột sống cổ, cột sống lưng. Thì từ đó nó túa ra những cái hệ thần kinh. Vì vậy tất cả những cái hoạt động tâm thức chúng ta nó đi theo con đường nào thì nó sẽ tác động lên cái chùm thần kinh thuộc về cái vị trí đó. Và cái trung tâm điều khiển của nó vẫn là não. Nên quý vị thấy này, y học nghiên cứu cái thể chất của con người, cấu tạo các thành phần của nó, và các cái thành phần của nó hoàn hảo hay không hoàn hảo, chức năng của nó hoạt động tốt hay không tốt. Nếu hoạt động tốt là khỏe mạnh, hoạt động không tốt là bệnh hoạn. Và ngày nay y học cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái hoạt động tốt đẹp của cơ thể đều do cái sự điều khiển của thần kinh não, thần kinh cột sống cổ và thần kinh cột sống lưng nằm ở chỗ đó. Nhưng từ 2600 năm về trước là nói gần nhất, chứ còn nói trong lịch sử của chư Phật đó thì nó đằng đẵng từ vô lượng kiếp đó. Chư vị đã nhìn thấy ra rằng đó, cái mà điều khiển cái não chính là tâm. Y học chỉ thấy não, cột sống cổ, cột sống lưng, hệ thần kinh dùng cột sống cổ, cột sống lưng là điều khiển toàn thân, ba cái đó điều khiển toàn thân, nói chung. Nhưng cái gì điều khiển não, điều khiển tất cả hệ thần kinh cơ thể trong thân thể của một chúng sinh có đầy đủ lục căn, thì y học chỉ nói được một chút. Về uống thuốc nhớ vui vẻ nha, đừng có buồn, đừng có tái lập lại vậy đó, thầy thuốc chữa không có nổi đâu, cố gắng bỏ hết đi, quên hết đi, thấy được một chút đã. Nhưng mà chư Phật về mặt tâm linh đó, thì thấy rất rõ và có thể mô tả ra hết sức là rõ ràng để thấy rằng đó là trùm trên tất cả những cái hoạt động của chúng sinh đây đó, thì nó là cái dòng tư tưởng. Cho nên hạnh phúc hay đau khổ nằm trong suy nghĩ của mình. Hãy thay đổi suy nghĩ đi thì chúng ta thoát khổ. Còn không chấp nhận thay đổi suy nghĩ thì chúng ta còn khổ. Ở trong cái cảnh giới không thể siêu thoát được thì phải biết rõ rằng tại sao mình ở trong cái cảnh khổ này. Khi biết rõ như thế rồi, không có chấp nhận nó nữa thì thiện nghiệp nó phát sanh thì mới siêu thoát. Còn không, không thể nào siêu thoát được. 1000 năm không có nghĩa lý gì đối với những cái mà chúng ta đi bám chặt không có rời được. Từ vô lượng kiếp cho tới nay, tất cả những cái gì mà chúng ta chở đi trong cái tâm của chúng ta đó, thì những cái pháp quế nhiệm nó còn đây, đã buông ra được đâu. Ngay bây giờ mình biết rất rõ rằng tham sân si là pháp quế nhiệm, đâu có phải dễ dàng để mà buông ra. Nếu mà buông ra được thì người ta đã thành Phật hết rồi. Người ta cũng không có muốn bám vào mà. Nhưng mà cái vận hành của nó là nó vận hành. Vì vậy cho nên á, cái thân này nó là một cái phương tiện. Cái thân này nó chỉ là cái dây điện mà thôi. Nó không phải là điện. Điện nó mới giật, còn cái dây điện nó không có giật. Nó không có giật. Cái thân này đây nè, nó không có thụ hưởng một cái gì hết. Nhưng thụ hưởng là tất cả những cảm thọ nằm trong tâm. Tất cả những cảm thọ đâu có thụ hưởng gì hết. Khi mà mình nói là mình đau nhức cái chân này, thì đó là bởi vì cái tứ đại nó hoạt động bất thường, nó co thắt dữ quá, nó nóng dữ quá, và nó làm nhanh quá, nó làm thành một hiện trạng co cứng. Và nó tạo ra sự bất ổn, gây đau đớn. Nhưng cảm thọ đau đớn này nằm trong tâm. Thân thức thọ khổ nằm đây, thuộc về tâm. Thì thấy rõ chưa? Và khi đắc đạo quả do tâm, đâu có do cái phần này, do cái phần cái dây điện này, đâu có do phải nó. Nhưng mà dây điện có ảnh hưởng chứ. Dây điện xấu quá làm sao tải được những cái coi như là cái cường lực của một cái điện mạnh.
dây điện hư hỏng làm sao có thể hiển lộ ra được cái hoạt động của cái điện. Thì cái tâm chúng ta cũng như nó là một cái phương tiện, phải thấy rõ vậy, phải biết rõ vậy, để khi thân hoại mạng chung thì chúng ta tiếp nhận chết và chúng ta ứng xử với cái chết bằng cách là chọn một cái khác tốt hơn. Còn nếu không, sợ hãi sẽ phát sinh, không chấp nhận sẽ phát sinh. Bởi vì chúng ta còn kéo theo cái sự không chấp nhận phải xa lìa cái người mà mình thương mến. Mình không chấp nhận những cái gì rất gần gũi với mình, mình không chấp nhận xa lìa nó, không chấp nhận từ bỏ cái thế gian này, dẫu nó đau khổ cách mấy, dẫu nó hành hạ mình cách mấy, thì mình vẫn nói đó là sự sống. Tôi chưa muốn bỏ cái đời sống này đi. Và chúng ta đâu có học cái bài học tiếp nhận. Chúng ta đâu có học cái bài học mà để chúng ta xử lý với những cái cảnh mà nó đang hiển bày cho chúng ta đây. Và như vậy chúng ta đây phải đau khổ lấy một mình. Đâu có ai giải cho mình được đâu. Mình trôi lăn hoài trong cái cảnh khổ, tự mình bao giờ học ra, biết ra thì mình thoát, còn mình không học ra, không biết ra thì không thoát. Kiến thức ở trên thế gian này nó đầy dẫy. Người ta nói là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Làm gì tới bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ? Bây giờ mở sách kinh điển ra là có liền, mua không được, mượn vẫn có. Thấy rõ ràng chữ nghĩa đọc biết hết, làm sao không biết. Nhưng mà có tiếp cận được hay không? Và từ trên cái trang sách này nó có trở thành tài sản của chính mình hay không? Thì chuyện đó mới là nan tao ngộ. Chứ còn sách chất đầy trong tủ có khả năng hết sao? Nhưng nó ở luôn trong này được hay không? Cho nên cái sự hiểu biết của mình mới chỉ là một cái bước đầu. Và sau đó thì chúng ta phải hành trì mới nhận. Chúng ta học cái này không phải để chúng ta nắm một cái kiến thức về sự vận động nó, nhưng mà chúng ta phải thâm hiểu rất là sâu xa thì nó mới mang lại cái sự lợi ích cho mình. Bởi vì không phải trong cái kiếp này, trong cái đời này mà chúng ta đây đó có thể hành trì mà đạt được cái kết quả dễ dàng đó. Người trong kiếp cuối ít lắm, mà cái đường luân hồi chúng ta còn dài lắm. Hãy nhìn những cảm xúc của mình, hãy nhìn những cái suy nghĩ của mình, hãy nhìn những cái ứng xử của mình, thì chúng ta sẽ kết luận với mình rằng mình còn luân hồi hay không. Khỏi cần phải đi hỏi ai cả. Nó cứ nhìn đi, cứ thấy người ta khen chê mình đi là mình biết mình còn luân hồi hay không. Rồi trước những cái cảnh mình, những cái cảnh mà mình tiếp nhận đó, mình thấy cái lòng mình nó rung động như thế nào thì mình biết mình còn luân hồi hay không. Đó, mình tự biết mình chứng tới đâu, đạt tới đâu là tự mình biết hết. Đừng có tự ảo ảnh mình mà thôi. Đây là cái nhãn căn, nhãn môn, nhãn vật. Vậy khi mà chúng ta đọc sách hay là chúng ta nghe nói thì chúng ta biết là hãy nói tới cái nhãn vật thì có nghĩa là bây giờ đó cái lộ trình tâm này nó đang diễn ra nơi hệ thần kinh. Chị hiểu này chưa? Diễn ra nơi hệ thần kinh. Thành ra cái chỗ đầu tiên này đó, cái kháng ngũ môn này là nó mới vừa là mở cửa ra thôi. Đây, nó mở cửa ra thôi. Và khi nó mở cửa ra thì ngũ song thức liền có mặt. Đây, ngũ song thức liền có mặt. Ngũ song thức nằm đây. Năm thức bất thiện và năm thức thiện phát sinh. Nếu đây là lỗ nhãn thì nhãn thức bất thiện hoặc nhãn thức thiện phát sinh. Nhưng mà đây là quả. Như vậy là nhãn thức phát sinh. Mà nhãn thức này là quả. Đây, ngắt ra cái chỗ này để giảng. Bây giờ trước nay đang không giảng bởi vì để cho quý vị làm quen với cái tổng quát.
Bây giờ chúng ta nhìn đây nha, ba cái hộ kiếp. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp vuốt dần. Cái này thuộc về quá khứ hay hiện tại? Quá khứ. Chúng ta sinh ra bằng tâm quả thuộc sinh mà. Thì hộ kiếp nó cũng là tâm quả. Quả thì nó trổ sau khi mà đã tạo tác rồi, nó mới trổ quả, nó mới phục kích ở trong tâm, nó nằm trong tâm, đúng vậy không? Như vậy tới cái phần thứ hai này đó, nhãn thức này thuộc về quả luôn. Thì như vậy, tuy là nó bắt đầu một cái dòng sống mới, nhưng mà chúng ta thấy quá khứ vẫn có mặt ở đây. Quả thức thiện hay bất thiện phát sinh. Như vậy, khi mà tâm chúng ta tiếp nhận cái cảnh bên ngoài đi, nhãn thức này nó tiếp nhận cái cảnh sắc này đó, thì cái cảnh này khi mà xuất hiện vậy thì nó tiếp nhận bằng quả. Để hiểu theo quá khứ đây, bây giờ cái mới đây, thì cái mới đây nó cũng nằm trong quả, trừ cái kháng ngũ môn đó là duy tác ra, thì ngũ song thức này nó thuộc về quả. Vậy là quá khứ là tiếp nối bằng quá khứ. Rồi trước ở cái chỗ đó. Cái thứ hai là khi cái nhãn thức này, nhãn thức này thì quán sát tiếp thọ tiện, quán sát thiện. Nếu như cái quả thức này nó thuộc về bất thiện thì tiếp thọ bất thiện, quán sát bất thiện. Như vậy quý vị thấy nó đi cùng với nhau không? Như vậy khi đối cảnh xảy ra, mắt mình nhìn thấy cái này, tâm mình tiếp nhận mà thức quả thiện hay bất thiện phát sanh, thì nó phát sanh rồi đã kiểm soát được đâu. Nó đi bằng tập khí, đi bằng nghiệp cảm mà. Nó thấy thì liền nó khởi sanh lên liền. Cho nên chúng ta tiếp nhận bằng tâm quả. Cho nên mình gieo rất nhiều những cái pháp bất thiện thì nó ẩn chứa trong mình. Khi mình tái sanh với bất cứ hình thức nào thì những cái kho đó nó sẽ có cơ hội để nó trỗi lên. Và nó trỗi trong cái dòng sống mới này nè, là cái quả thức thiện hay quả thức bất thiện. Vì thế tiếng gọi của nghiệp cực kỳ mạnh mẽ trong tâm của chúng ta. Mạnh lắm. Cho nên cái căn lành nhiều hay ít, nó sẽ đi trong cái con đường mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần. Thì khi nó xuất hiện là những quả thiện bất thiện được phát sanh, và nó chứa đây. Thì như vậy nói gì tới cái giờ lâm chung? Cái giờ lâm chung thì cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện này có thể phát sanh dễ dàng. Với một người mà cái đời sống của họ đó chìm trong cái dũng lầy của tham sân và si, thì tất nhiên vậy đó. Đau khổ cho tới chết, chết trong đau khổ thì cái này nó xuất hiện. Chúng ta đau khổ để người khác thương một chút phải không? Đi ăn mài những cái đó để làm gì? Sao không tỉnh táo để mà mình đi ra khỏi những cái nó đang bức xúc trong tâm mình, tại sao mình không ra khỏi? Để cho cái giờ ra đi đó phải chết trong cái sự bức xúc như vậy, thì con đường nó vùi lấp trong cái khổ đau này biết bao giờ mới ra khỏi. Người ta rất là dại dột khi mà không biết thương mình, biết hành hạ mình nhưng không biết thương mình. Chúng ta luôn luôn hướng ra bên ngoài, muốn sở hữu những cái bên ngoài để mà làm nên cái sự sống của mình. Trong khi sự sống đích thực của mình đó là phải nắm lấy những cái gì trong tâm của mình và sở hữu những cái gì tốt đẹp nhất, thì chúng ta chạy ra bên ngoài.
Đó là cái con đường sai lầm của chúng ta. Bao giờ chúng ta biết quay trở về? Bao giờ mà chúng ta đây ở một mình ngày này qua ngày khác, chúng ta thấy đó là một cái cơ hội ngàn vàng để cho chúng ta sống đích thực với đời sống của mình, thì ngày đó chúng ta biết con đường quay về. Còn bây giờ đó, 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, ngày này qua ngày khác kéo dài 3-4 ngày, chúng ta thấy trống vắng, chúng ta thấy cô đơn, chúng ta thấy thiếu thốn, chúng ta thấy chơ vơ, thì cái đó là con đường tạo tác đau khổ nó đang chờ mình để nối kết. Chúng ta không thấy một cái đời sống nội tâm của mình đó, mà mình quay vào bên trong đó, mà mình sẽ học được rất là nhiều cái bài học làm cho cái cuộc đời của mình phong phú và tốt đẹp. Chúng ta chưa biết cái điều đó, chưa làm cái điều đó, chúng ta chỉ thấy ở bên ngoài. Hôm nay mình đi tiếp xúc mà thấy mọi người thân thiết, vui vẻ với mình, trìu mến với mình, nhắc lại chuyện ngày xưa vẫn còn có cảm tình với mình, là trong lòng mình rất là ấm áp, vui lắm. Nhưng niềm vui đó được bao lâu? Và cái niềm vui đó nó sẽ đan kết như thế nào để cho chúng ta đi quyến luyến khôn nguôi, để cho chúng ta thấy rằng đó, cái cuộc đời này không nên kết thúc. Có người tuyên bố như thế này: cái gì tôi cũng chấp nhận hết trừ cái chết. Và cho rằng cái chết là một cái sự bất công, một cái sự vô lý, một sự tàn ác của thần chết. Thưa quý vị, mình nuôi cái thần chết của mình từ lúc mình sinh ra. Tại vì nghiệp của mình nó sẽ quyết định mình chết như thế nào, chết bằng cách nào. Và mình đã đụng chạm tới cái chết người khác bằng cái cách nào, bằng cái hình thức nào, bằng cái tuổi nào trong đời của người ta, thì mình đây sẽ chết bằng cái cách như thế đó. Nhất là những người chết trước 60 tuổi là đều chết bằng cái cách đó. Cho nên thần chết chính là mình, không là ai hết cả. Phước nghiệp mình tới đâu, sống tới đó. Cái giờ sinh nó đã định cho cái giờ tử, định cho cái cách chết luôn rồi. Mình đâu có biết là do nghiệp mình tạo ra, chưa có cái sự sáng suốt. Cho nên là chúng ta thấy nó đi vậy đó. Khi mà cái ngũ sông thức này đó, cái nhãn thức này mà nó thiện thì nó đi tiếp thọ quan sát thiện, mà nó bất thiện nó đi luôn chùm bất thiện. Cái dê nó đi. Mà cái mà mình không kiểm soát được là cái, khi cái thức này phát sanh thiện hay bất thiện là mình vô phương kiểm soát. Bởi mình nhốt nó trong tâm mình. Pháp thiện và pháp bất thiện mình nhốt trong tâm mình. Và cái giờ nó mở cửa cái nào ra thì do là năng lực của nó. Khi nó đối cảnh thì những cái này nó tự mở cửa mà nó đi ra. Tự mở cửa đi ra. Cho nên người có căn lành, cách ứng xử nó mang theo cái sự nhân hậu. Cái người có cái căn tánh dữ dằn khúc mắc, nó sẽ đi theo những cái pháp quế nhiễm thuộc về tham sân si, đi trong cái căn. Thành ra nó tăng hay nó giảm, nó ứng xử như thế nào, nó nằm ở trong này rồi. Nó hầu như là mình khó kiểm soát được. Rồi khi mà tới cái phân đoán này rồi đó, thì cái tới phân đoán này rồi thì nó là duy tác. Khởi đầu đây nó là duy tác, kháng ngũ môn nó là duy tác, phân đoán này là duy tác. Và cái này để cho chúng ta có thể quyết định rằng cái cảnh mà chúng ta đang tiếp xúc đây, tức là đối tượng cái cảnh đây, sắc cảnh sắc đây, là như vậy. Chúng ta tiếp nhận xử lý nó bằng cách nào thì nơi đây cái tâm chúng ta khởi lên như vậy. Nhưng có một cái điều lạ lùng nữa đó, là cái tâm phân đoán này nè, nó nói ở đây. Thì khi nó nói ở đây thì ai biết là nó nói vào cái vùng trắng này hay là nó nói vào cái vùng đen này, không biết được. Nó lại trở về với quá khứ, nó trở về với cái cảnh chủ. Chúng ta có ra khỏi nghiệp đâu. Chúng ta là con của nghiệp mà, chúng ta thừa kế nghiệp của mình.
chúng ta tạo nó ra thì chúng ta làm chủ, chúng ta tạo ta. Nhưng tạo xong rồi thì bị gói trong cái quả nghiệp đó, trói buộc. Nhưng mà tự mình mà mình buộc lấy mình vào trong, mình tự giới hạn lại và mình không thoát ra được. Có nhiều người mới nói là sống chung với người này tôi khổ quá, chịu đựng không được, mà không biết nợ nần gì không ra được. Thưa quý vị, vì chúng ta đây quân quẩn trong cái suy nghĩ của mình và mình không muốn đi ra, muốn thoát, nhưng mà thực chất bên trong những cái pháp quế nhiễm này nè, nó ngăn che cho nên mình thấy không có đường ra. Còn cái người mà người ta có cái phước đó, ta nhìn thấy là biết đường ra đi, quyết định rõ ràng. Còn mình á, quyết định được cái này thấy cái kia nó níu lại, quyết định cái níu này nó thấy cái kia nó kéo lại, và nó cứ thế tự mình níu kéo. Và mình nói sao, cái vô minh mình nó sẽ nói sao, mình làm vậy người ta nói vậy, mình làm vậy cái người này nghĩ vậy, mình làm vậy người ta nghĩ khác. Chuyện nghĩ là chuyện của người ta, còn chuyện mình đau khổ là chuyện mình biết. Mình biết không, mình muốn ra hay không? Nhưng mà cái vô minh mình bao giờ cũng phải tựa vào người ta. Sai thì không thấy mình sai, đổ thừa cho người ta. Mà đến khi mình muốn quyết định đi ra đó thì mình thấy cái ý của mình đúng, nhưng mình lấy người ta và mình đặt ra là người ta nói vậy 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 vậy, rồi mình tạo thành cái vòng đai, mình nhốt cái suy nghĩ mình lại, mình nhấn chìm mình trong đó. Đó là cái sự quỷ quyệt của cái tham dục mà mình không nhìn ra. Bản chất của cái tham dục nơi mình, nó là sự quỷ quyệt và nó nói như thế. Và chúng ta vinh vào cái đó. Không muốn làm cho con khổ, không muốn làm cho cha mẹ lo nghĩ, không muốn hàng xóm láng giềng nghĩ mình về, không muốn bạn bè thế này, không muốn đó. Chuyện đó là chuyện của người ta. Mình sai mình cũng đổ cho người ta. Bây giờ mình muốn làm đúng mình cũng đổ cho người ta, mà mình không làm đúng được. Đó là cái tham dục làm thành cái sự quỷ quyệt ở trong tâm chúng ta. Cho nên tự chúng ta lý luận để mà nhốt mình vào bên trong, cho nên đau khổ không kết thúc được. Thì khi mà nó tới cái phần quán sát, tiếp thọ với quán sát, thì nó đi theo cái nhãn thức này. Thì nhãn thức này đó, nó là quả thiện thì tiếp thọ quán sát thiện, mà bất thiện thì đi bất thiện, đều chùm với nhau. Và tất cả các cái khác nó cũng đều đi như thế. Nhưng mà riêng tới cái phần mà phân đoán này đó, thì cái phân đoán này nè, nó lại là kết hợp vào trong cái phần hộ kiếp trở lại. Nó nói là, cho nên nó nằm trong cái tập khí của mình ha. Thì khi nó nói chỗ này, thì nhiều lần sư cô giảng rồi, khi mà nó đi vào tới cái chỗ này á, mà nếu như nó câu thông với được cái phần thiện đó, thì người ta sẽ nói cái chỗ này nó là như lý tác ý. Còn nếu nó câu thông với lại cái phần pháp bất thiện đây đó, thì nó gọi là phi như lý tác ý. Như vậy nếu như nó là như lý tác ý thì cái động tốc này sẽ là động tốc thiện. Còn nó là phi như lý tác ý thì động tốc này là động tốc bất thiện. Nhưng mà thông thường ra đó, là nó phần lớn nó chịu ảnh hưởng cái này, cái lực này, cái lực tác động của cái ngũ song thức này nó mạnh. Rất là mạnh. Và như vậy mình tiếp nhận bằng cái thức quả rất là thụ động. Hay cái gì mình nói cái quả là nó thụ động, cái quả nó đưa đến, mình đâu có chọn lựa được. Vì nó đưa đến, mình không chọn lựa được, cho nên mình mới học cách tiếp nhận. Và thông thường ở những cái hoạt động tâm thức đó, nó phải đi tới cái chỗ này nè. Mà mình có ngập ngừng lại đó,
Thì cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là đánh lưỡi bảy lần, bảy là bảy lần trước khi nói là nó nằm ở đây. Suy đi xét lại đắn đo nó nằm ở cái chỗ này rồi nó mới đi đến quyết định. Mà cái phân đoán này đó, nó không phải mình nói vậy tới đây là nó ngon lành đâu, không có, nó đi hết cái này. Rồi đến khi mà chúng ta học tới cái phần mà cái lộ này nó tiếp nối lộ kia nữa thì chúng ta sẽ thấy cái phức tạp của nó. Nhưng mà thông thường đó là nó đi hết cái này, rồi sau đó nó mới trở lại chỗ này nè, nó mới ngập ngừng chỗ này, nó mới suy xét chỗ này. Cho nên á, chúng ta có khả năng suy xét và chúng ta có cái khả năng chọn lựa, chúng ta có quyền quyết định. Và vì cái lẽ đó mà tất cả những gì chúng ta tạo tác nơi động tóc này nè, chúng ta không có quyền đổ thừa cho bất cứ ai, không có quyền. Kể cả người đó có xúi dục mình đi nữa, mình cũng không có quyền. Người ta nói á, trống treo ai dám đánh thùng mà bậu không ai dám dở mùng chung vô. Người ta rủ rê mình mà mình có đồng ý mình mới làm, không đồng ý đâu làm được. Đúng không? Người ta xúi mình chuyển số mà cái tâm xấu của mình nó có khởi lên thì nó mới kết hợp. Chứ người ta rủ mình cái điều xấu mà cái tâm tốt mình nó khởi lên thì mình đâu có làm được. Không có làm được. Cho nên đừng có đổ thừa ai hết, tại anh, tại ả, mà tại cả đôi bên. Cho nên chuyện gì xảy ra rồi thì phải tự trách nhiệm lại. Không kêu ca, không phàn nàn, không đổ thừa, không than trời trách đất, không oán hận bất cứ một ai. Bởi vì tất cả những đó chỉ là tăng lên cái uế nhiễm mà thôi. Và nó làm cho nó mình thiếu sáng suốt thêm nữa mà thôi, không ích lợi gì cả. Nên quý vị để ý, mình gặp những cái đứa trẻ đó, mà mình nói nó, mà vừa đụng nó cái là nó cãi liền đó, thì mình biết những cái đứa đó nó thiếu phước. Còn có những cái đứa nhỏ đó, khi mình nói nó lắng nghe và nó biết, nó nhận ra, thì những đứa đó là cái phước trí của nó rất lớn. Mà người lớn cũng vậy, khi mình nói là ta cãi, đầu tiên là ta phải cãi ra từ đấy, nghĩa là cứ cãi đi, cứ phản ứng đi, rồi mọi chuyện tính sang. Thì những người đó là thiếu phước trí, cho nên họ cãi ghê lắm, cãi chạy cái cối vẫn cãi, cãi mà coi như là vô lý vẫn nói, bởi vì cái mục đích là người ta bảo vệ, và người ta không muốn mình bóc trần một cái sự thật, người ta không chấp nhận cái sự thật đó. Vì người ta thiếu phước trí cho nên người ta không dám chấp nhận một sự thật. Khi nào phước trí đầy đủ đó thì người ta mới chấp nhận một cái sự thật. Cho nên không phải ai cũng dễ mà chấp nhận một sự thật, tức là dễ để mà tiếp nhận cái cảnh của mình đâu. Cho nên người ta bất mãn với hoàn cảnh, người ta không hài lòng về bản thân mình, người ta không hài lòng về những người khác. Ủa, những người khác có chuyện gì mà mình không hài lòng? Tại sao người khác đóng vai trò quan trọng vậy? Tại vì mình muốn giấu mình đi, mình muốn đổ thừa cho người ta. Mình tới cái công ty đó mình làm, mình nói tại cái người vậy cho nên tôi bỏ việc, tôi không làm. Mình có cái gì không thích ứng, mình có cái gì bức xúc đó, là vì một lẽ giản dị rằng mình đòi hỏi mọi người phải theo như sự suy nghĩ của mình. Mình đến chùa công quả xuất gia, mình nói tôi không làm chỗ đó tại tôi bất mãn người này người này. Mình bất mãn tại vì mình đòi hỏi người ta, chứ người ta cũng vậy thôi. Cũng như mình cũng vậy thôi, thì người ta cũng vậy thôi. Bông hồng là bông hồng, mà bông cúc là bông cúc. Giả quỳ là giả quỳ. Bây giờ mình muốn tất cả đều là giả quỳ cũng không được, mà muốn tất cả đều là cúc đại đó cũng không được. Người ta cúc nhỏ mà. Thế bây giờ mình muốn như vậy không được, mình bất mãn ra đi do mình. Tại sao mình lại phải đòi hỏi người ta giữ ý mình? Mà mình không đòi hỏi, mình phải giữ ý mình.
Đấy, mình muốn mình giỏi cái gì đó, ráng làm cho giỏi đi. Để mình tự khen mình rằng là tôi muốn cái đó, giờ tôi đã nỗ lực, tôi đã được rồi. Bây giờ tôi lớn tuổi thế này mà tôi thích học một cái ngoại ngữ mà hồi nhỏ tôi muốn lắm không được. Bây giờ tôi cố gắng học đi, mà tôi học tôi được thành công rồi, là như vậy tôi đã coi như là làm tốt rồi. Đừng đòi hỏi người khác, hãy đòi hỏi mình. Bao giờ chúng ta nhận ra được cái điều này thì chúng ta mới thoát được cái sự kiềm chế của những cái pháp mà nó đã tích lũy trong cái nội tâm chúng ta, nó thành ra một cái dòng nghiệp, nó chảy từ vô lượng kiếp cho tới nay. Nhận rõ cái điều này khó lắm, và để tiếp nhận nó. Bởi vì luôn luôn ở trong tâm của mình á, nó khởi cảnh lên. Nếu mà bên ngoài đó, những cái cảnh khách ở bên ngoài á, mà nó không cắt đứt cái cảnh chủ ở bên trong để nó tạo tác nên một cái dòng nghiệp mới đó, thì chính trong cái ý của mình á, trong cái lộ ý của mình, tự nó cũng sẽ khởi lên. Luôn luôn có cảnh, mà tự nó cái lộ ý nó không khởi lên á, thì tự cái dòng hộ kiếp của nó vẫn trạo lại để nó khởi lên. Lúc nào cũng có cảnh trong tâm, và lúc nào tâm nó cũng hoạt động hết. Và cái phước báu cho mình khi mình làm người đó là mình lại có cái khả năng thuộc về trí tuệ, là mình có thể khả năng để nhìn thấy nó. Đó là cái đại phước của chúng sinh được sinh ra làm người. Cho nên ở cái cõi người này đó, người ta có thể đắc thiền và người ta có thể thành Phật được. Nhưng ở trong bốn cái cảnh khổ chưa được đâu. Phải ra khỏi bốn cái cảnh khổ đó, phải sống cái kiếp người mới được. Tối thiểu phải làm cái kiếp người mới được, còn không là không được. Đó, cho nên là chúng ta sẽ thấy là những cái hoạt động ngay cái phân đoán là cái hoạt động chủ động nhất, thì đây nó cũng là nói về với một cái quá khứ, mà cái quá khứ đó nó đang nó có mặt ở trong tâm chúng ta. Luôn luôn nối kết về, nó luôn luôn nối kết về, nó luôn luôn nối kết về. Thành ra cảm thọ nó cũng nối kết. Tất cả những cái kinh nghiệm, tức là cái vốn hiểu biết của mình, nó cũng nối kết. Nó nối kết mạnh mẽ. Và khi đó, quý vị nghe trong kinh sách ta nói nè, cái người mà càng học nhiều thì cái sở tri chướng nó nhiều. Ủa như vậy tại sao? Mà trong kinh điển của Phật giáo lại dạy cho mình phải có trí văn, trí tư và trí tu. Học nhiều có kiến thức là trí văn mà. Cho nên là trong bài kinh Hạnh Phúc có nói là đa văn, nghề nghiệp giỏi. Đa văn là phước báu mà tại sao nó trở thành sở tri chướng? Là bởi vì khi mình tiếp nhận đó, là mình cố định cái sự tiếp nhận của mình. Khi có một cái gì xảy ra là mình gắn vào trong cái cố định này. Nếu nó trùng hợp thì tiếp nhận, mà nó nói khác đi đẩy ra. Quý hiểu chưa? Cho nên có người ta hỏi cái này có phải kinh Phật không? Mình nói không phải của tổ. Là về buồn không có thể nào kể xiết được. Và có khi giận luôn cái người nói đó. Từ đó giờ kinh này kinh Phật, bây giờ nói tổ, nói vậy mà không sợ tội. Thôi sao được, lịch sử là lịch sử là sao được? Ở đâu trả về đó mà. Nhưng mà ta đã ngăn lại hết. Thành ra khi mà người ta tiếp nhận cái kiến thức này rồi, và người ta coi đây là chân lý tối thượng rồi, thì những cái khác người ta không tiếp nhận nữa. Không tiếp nhận nữa thì nó trở thành là sở tri chướng. Cố định quá mạnh. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái kiến thức là một cái kho mở. Chúng ta phải lắng nghe, chúng ta mở nó ra. Bây giờ chúng ta chỉ tiếp nhận thôi, rồi với thời gian đó chúng ta mới tiêu hóa nó được. Giờ ta cho thức ăn thì mình nhận đi, rồi mình mới từ từ mình mới ăn. Còn mình chỉ quen ăn cái món đó rồi đó, thì người ta đưa cái khác vô, mình nhất định là cái đó nó không hợp. Vì mình nhất định không hợp, chắc chắn là nó không hợp.
cái tư tưởng của mình cực kỳ mạnh. Cho nên là trong cái nghiên cứu về tâm lý học, người ta nói thế này: những người chung sống với nhau đó, mà mỗi lần có một cái chuyện gì không vừa ý thì lóe trong đầu là mình đi, không ở đây, mình đi, không sống với người này. Chắc chắn cái sự sống chung của những người này phải tàn rã. Tại vì nó manh nha, nó manh nha, nó manh nha. Chứ phải chi mà khi người ta sống chung với nhau, mà khi có xung đột xảy ra đó, thì người ta hiểu rằng mình có tham sân si thì người ta cũng có tham sân si. Mình hiểu xung đột đương nhiên nó phải có, không có mới là lạ. Thì mình nói rằng rồi sẽ có thể giải thích, rồi có thể là sẽ hiểu nhau hơn, thì cái chuyện đó người ta sẽ đi tới sự hòa hợp. Bởi vì cái đầu mình nó chắn xuống rồi, nó đã quyết định như thế rồi, thì chắc chắn là một ngày người ta sẽ phải tách ra thôi, không có nói năng nữa. Và mình cũng ứng dụng cái điều đó để làm gì? Khi mà những pháp bất thiện khởi lên, mình nói cái này đâu có chứa cái thùng rác vô nữa đâu, thùng rác phải đem ra, không có thì giờ đâu để làm điều lành, điều tốt. Còn cái thứ này đưa ra, người ta lại tôi kể lễ nhiều quá. Mình biết thùng rác đang đổ xuống, mà nói vừa xong rồi mình nói rác để qua bên, về lo chuyện khác. Còn nếu không, ôm cái thùng rác về cái chia trong nhà người miếng miếng, rồi mai mốt gặp người khác đưa thùng rác để chia tiếp nữa. Cho nên mình phải biết cái gì tiếp nhận và cái gì không có tiếp nhận. Và kể cả những cái phiền não trong tâm của mình ấy, khi nó khởi dậy mình biết là nó đó, nó sẽ hành hạ mình và nó sẽ đưa mình vào cái tâm tối hoài. Ngu dại đã lâu rồi, bây giờ không ngu dại nữa, cho nên thôi đổi cảnh. Nhớ không? Tâm bắt cảnh, cảnh xấu quần ở trong tâm chúng ta, bây giờ chúng ta chuyển cảnh khác. Bực bội quá đi tắm, bực bội quá kiếm cái gì ăn, bực bội quá kiếm cái gì làm cho vui. Việc làm là tốt đó, tại vì khi mình làm đó thì cái đầu của mình nó phải chú tâm vào trong cái chuyện làm, để nó làm cho tốt. Đi trồng một cái cây hoa, hay là đi quét nhà cửa sạch sẽ, hay là sắp xếp làm cái gì đó, thì tự nhiên rồi cái cảnh nó đổi, bởi vì nó là pháp thiện. Thì từ từ nó mới chuyển cảnh chứ. Cho nên nhớ nha, tâm với cảnh, cảnh với tâm. Và nó bắt cảnh nó mới hình thành một cái dòng tâm thức. Và cái dòng tâm thức này nó đi, nó lại móc nối với cái quá khứ của mình. Và cái quá khứ đó, mình là người phàm phu, nó đầy đủ cái phần thiện và phần không thiện. Và phải hiểu rõ như vậy để mà tự đổi cảnh lại. Bây giờ cãi nhau mà càng đứng đó càng cãi thì càng lúc nó càng xé ra không biết bao nhiêu chuyện thôi. Thì bây giờ người ta nói thì mình nghe chứ sao vậy? Phải tiếp nhận đi. Nhưng mà nghe chịu không nổi thì cái đó là không nên nghe. Mà không nên nghe người ta cũng đâu có chịu đâu. Người ta nói là để người ta đục cái lỗ tai mình để vô mà. Người ta nói làm sao để mà mình phản ứng ra, thì hai bên mới phản ứng trở lại, thì nó mới thành ra một cái xung đột mà quan trái nó được thỏa mãn. Cho nên người ta cãi nhau thành ghiền mà. Bởi vì đó là cái sự sống của ma dương chứ không phải sự sống của con người mà. Đó là một cái cảnh giới rõ ràng. Để như vậy thì thân ngoại mạng chung, chúng ta đây mới quen sống trong cái cảnh đó được. Quý vị để ý coi, một người mà cái miệng chửi thề hoài đó, họ thích chơi với mấy người chửi thề lắm. Nó phải quyến nhau. Thành ra mình phải hiểu vậy á, để mình thấy nè, tâm với cảnh, cảnh với tâm, tâm với cảnh, cảnh với tâm, ứng xử, xử lý, bày tỏ thái độ. Vậy mình chuyển đi. Tu là chuyển nghiệp. Lấy cái phần này, lấy cái phần thiện này để ứng xử.
Và bây giờ sau cái phần phân đoán mà nó gắn với cái tánh tình của chúng ta nằm trong cái hộ kiếp mà nó đang trôi chảy trong tâm này, nó nối kết như thế đó, thì nó bắt đầu nó mới chuyển qua cái tạo tác. Tạo tác này nó mới hình thành nên nghiệp. Thì cái tạo tác này đó, nó có cái khuynh hướng đi vào hỷ lạc, nó đi tìm hỷ lạc, và nó từ chối, nó bác bỏ, nó chống đối tất cả những cái gì mà trái ngược lại với cái hỷ lạc. Dòng tâm thức chúng ta đi vậy. Đó là cái cách của phàm phu. Và cái cách của cái người trí tuệ là bao giờ trong cái phần ứng xử này này, người ta đều quyết định phải xem xét chứ chưa quyết định để phản ứng. Vậy thấy hai cái này chưa? Cho nên khi mình phản ứng liền, phản ứng nhanh thì chúng ta sẽ rơi vào cái luật này. Cái luật mà của đó tham và sân. Cái luật của cái hỷ lạc tham và cái khổ ưu, nó đi vào cái luật này. Còn khi tới cái chỗ đó chúng ta xem xét, chúng ta tìm hiểu trước khi chúng ta quyết định. Và chúng ta luôn luôn nói với mình phải khách quan, phải khách quan. Cái tâm phân đoán nó nói phải khách quan, phải khách quan. Và khi nó nói được chữ phải khách quan, phải khách quan, có nghĩa nó nằm trong thiện trí đây. Cho nên nó chưa ứng xử. Và nó sẽ làm cái công việc của cái thiện trí là nó sẽ xem xét cái đối tượng. Cái đối tượng mà nó bắt từ khi cái cảnh mắt của nó trong thể. Khi một cái chúng sinh mà thấy một cái cảnh đẹp thì cái hỷ lạc nó sẽ phát sanh, nhất là tham thọ hỷ. Bây giờ người ta thấy một cái hoa đẹp, một cái nhà đẹp, một cái xe đẹp, một cái người đẹp, thì nơi đây cái ưa thích nó sẽ phát sanh lại. Và muốn có được cái những cái thứ này, nó sẽ phát sanh, nó là như vậy. Nhưng mà cái người có trí và người có tàm quý nó khác với cái người bị tham dục che án. Người bị tham dục che án thấy cái xe đẹp của người ta, muốn cái xe đẹp đó trở thành của mình. Thấy cái người này đẹp thì muốn cái người này trở thành của mình. Còn cái người mà người ta có cái trí và có cái tầm quý đó, người ta sẽ nói đây, cái xe đẹp mà xe của người ta. Cái người này đẹp nhưng mà qua có chủ rồi. Mình có nên rớ tới cái chỗ đó hay không? Dính vô chỗ đó là cái chỗ gì biết không? Thế vậy nó giãn ra. Do cái thiện trí này nó phát sinh. Còn nếu không á, nó thấy là nó tâm tối, cho nó mới xảy ra trộm cắp, mới xảy ra cướp đoạt, mới xảy ra đó là chiếm đoạt vợ người ta, chiếm đoạt chồng người ta. Rồi đến khi đó, mà ngã nghiệp ra rồi đó, thì mới muôn vàng cái sự ân hận. Tất cả đã muộn rồi. Nhưng nếu cuộc đời tái lập lại những cảnh đó, người ta sẽ rơi trở lại như cũ. Cho nên người có trí tuệ, có tàm quý khác. Và có trí tuệ, có tàm quý có nghĩa là những cái pháp thiện này nó phát sanh lên, thì cái lòng người ta trung hậu, người ta sống có trước, có sau, có thủy, có chung. Cho nên tất cả những cảnh này không quyến rũ được. Tham dục không có thể khởi lên được, mà cái nhân hậu và cái thủy chung nó khởi lên. Nó không nằm bậy. Và trong kinh nói là có tàm có quý. Người không tàm không quý thì có nghĩa là si nó đang có mặt ở trong tâm. Và nó ở trong những cái pháp mà khi cái gì hỷ lạc nó đều muốn chiếm hữu, nó chiếm dụng, nó sử dụng và nó hưởng thụ. Đó là tất cả những cái hoạt động tâm tối của cái người trong cõi dục. Và chúng ta đây, người trong cõi dục, chúng ta có đủ hết những cái thứ đó. Chỉ có điều là chúng ta cho nó hoạt động thường xuyên hay là thỉnh thoảng nó sổng chuồng xảy ra thì chúng ta bắt nó trở lại. Còn không, cửa chuồng cứ mở ra và nó thoải mái. Cho nên tham dục người ta cũng mở chuồng nó đi thoải mái gì chứ. Người ta công khai những cái điều
mà biết rằng cái chuyện đó là không tốt. Cho nên quý vị thấy là án mạng xảy ra là sao? Là vì cái người chồng đó đã ngoại tình, lại còn dẫn cái người tình của mình đó về ở trong nhà và ngủ trên giường mà trước đây mình đã cưới người vợ đã sống. Thì như vậy là án mạng phải xảy ra, đâu có cách nào khác hơn. À, quý vị thấy nó thả cái chuồng của nó đi chứ. Nó mở cửa chuồng. Và đó làm cho những cái dục vọng đó nó nghênh ngang như là chỗ không ngờ. Không có tàn, không có quý. Hãnh diện vì mình làm được cái điều đó. Người khác không dám làm. Cho nên khi cái gì nó thiêng liêng nhất, nó là cái lằn chắn ngang để nó bảo vệ cho cái nhân cách và cái nhân phẩm con người mà ta đã phá vỡ nó ra rồi đó, thì người ta chỉ có một cái con đường mà cầm thú tốt hơn. Cho nên người ta nói người không bằng cầm thú là như thế. Khi ta phá vỡ những cái chuẩn mực tốt đẹp về tầm và quý thì người ta không còn gì để nói. Và như vậy con đường của người ta thoái đọa là con đường trong thay đổi. Và đây, đây là chỉ lặp lại thôi, rồi chúng ta đã biết. Khi mà một cái cảnh mà nó lớn á, nó xảy ra đó, thì như vậy nó có tất cả là 7 cái động tốc, nó sẽ lặp đi lặp lại. Nếu mà thiện, nó sẽ lặp lại 7 lần. Nếu mà không thiện, nó cũng lặp lại 7 lần. Và kể cả những cái tâm mà ví dụ như duy tác, nó cũng lặp lại 7 lần. Nhưng mà duy tác thì không dính vào trong tạo nghiệp. Mà thiện với bất thiện của phàm phu thì nó sẽ tạo nghiệp. Và cái cách tạo nghiệp như thế này để chúng ta hiểu nhân quả. Thì cái động tốc thứ nhất nè, khi mà nó mạnh nhất thì nó có cái khả năng là nó trổ sanh sau khi mà cái kiếp hiện tại này nó xong rồi đó, thì nó hình thành cái kiếp sống mới đó. Kiếp sống mới đó thì cái động tốc số 1 này nó sẽ có mặt ở đây. Tức là cái quả nó sẽ trổ sanh trong kiếp kế với cái động tốc 1. Ôi xin lỗi, nó trổ sanh trong hiện kiếp. Tức là cái nó trong hiện kiếp là nó đây đây. Cái động tốc số 1 nó trổ sanh trong hiện kiếp. Cái động tốc số 7 nó mới là trổ sanh trong kiếp kế. Hai cái này. Động tốc số 1 này nó trổ sanh trong hiện kiếp. Nhân quả trổ liền tức thời trong hiện kiếp. Cái chữ tức thời này đó là có nghĩa là vừa làm xong trổ liền. Cho nên có những người ta gây cái ác nghiệp xong là người ta bị bắt liền, bị phát hiện liền. Có những người mấy chục năm sau mới phát hiện. Nhân quả mình gieo cũng vậy, nó không phải là trổ liền. Ví dụ hai người đang gây lộn với nhau thì cái nhân quả nó trổ sanh liền, bởi vì mình chửi người ta, người ta chửi mình. Mình đánh người ta đánh mình, trổ sanh vậy. Nhưng mình núp sau lưng người ta, mình nói xấu người ta chưa trổ. Thì cho đến khi nào ba mặt một lời nó mới trổ. Hoặc là nó không ba mặt một lời, nhưng mà cái người ta nghe đó thì người ta sẽ có cách, người ta bắn những mũi tên không lường được. Thành ra cái nhân quả nó xảy ra trong cái hiện kiếp là cái số 1. Cái số 7 này đó thì nhân quả nó trổ sanh khi mà thân ngoại mạng chung, thì trong cái kiếp kế này nó có mặt. Cho nên có những người đó sanh ra là trên thân thể tật nguyền, có những cái dấu vết. Hoặc là cái sắc thân của mình đó, nó không có những cái nét hoàn hảo, thì nó chính là cái quả nghiệp. Nó trổ sanh trong cái kiếp kế này. Hoặc là những cái phước mà cái đời này đó mình nhận như thế nào, phước lành hay là vô phước, thì nó cũng là trổ sanh trong cái kiếp. Rồi ngoài hai cái điểm này, ngoài cái điểm đầu và cái điểm cuối đó, cái hiện tại và kiếp kế, thì năm cái chính giữa này đó
là nó trổ sanh bất cứ lúc nào. Khi mà mình còn cái nhục thân, khi mà một cái người mà thành Phật rồi mà còn nhục thân thì vẫn còn nhận cái quả này, chứ không phải không có. Nhận quả thiện và quả bất thiện, chứ không phải là tu đắc đạo quả rồi thì là cái quả thiện và quả bất thiện này nó chấm dứt sự trổ sanh. Không, chừng nào còn nhục thân còn trổ sanh. Trong những cái phần mà cái pháp tu về ba la mật cũng như là cái thập thiện của mình đều nói đến cái cúng dường, cái bố thí và cái phục vụ. Thì tại sao là phải cúng dường, tại sao phải bố thí? Thứ nhất nói một cách vắn tắt đó là chúng ta cúng dường là bởi vì con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó là cái con đường mà chúng ta đây đó sẽ tu dưới hình thức nào đó là một. Và cái chắc chắn rõ ràng nhất là phải xuất gia. Còn nếu không á, đắc đạo quả trong ngày hôm đó mà không xuất gia thì phải coi như là tịch liền cái ngày hôm đó. Thành ra là cái cúng dường đó chính là mình dành để cho mình, vì không có ai cho không mình cả. Và thậm chí đó, bây giờ mình lo cho con cái, gia đình, mình báo hiếu cho cha mẹ, hoặc mình giúp đỡ người này người kia đó, thì chính sau này đó, khi mình xuất gia, những người đó là thí chủ của mình, chứ không có ai hết. Không có cái tình cờ nào cả. Tất cả là mình gieo xuống. Cho nên cái bố thí, cái cúng dường đó, nó đi đôi với mình. Để mà trên cái con đường mình còn luân hồi đó, nếu mình là một cái người cha, một cái người mẹ xứng đáng thì sau này khi mình tái sanh á, mình cũng được một người cha, một người mẹ xứng đáng. Còn nếu như mình có con mà mình không xứng đáng với vai trò làm cha, làm mẹ mình, thì mình hãy coi đó, mình đối xử với con mình như thế nào thì mình phải biết trên đường luân hồi đó mình sẽ chịu cái cảnh y như nó đã chịu. Cho nên cái luật nhân quả nói rằng đó là không có ai cho mình cho không một cái gì cả, mà tất cả những gì mình có được, tức là mình tiếp nhận cái quả này là do mình gieo xuống. Vì chúng ta tiếp nhận bằng cái quả thức, tất cả là tâm quả tiếp nhận hết. Thì khi chúng ta tiếp nhận đó là do mình gieo, mình mới gặt bằng cái quả. Cái quả mình xuất hiện để tiếp nhận mà, chứ đâu có ai cho không cái gì đâu. Cho nên tốt hay xấu cũng đều là do mình hết. Mình thấy như vậy để mình biết rằng là hãy gieo trồng lại những cái gì mình đã sai lầm rồi. Cho nên cái sám hối đó là mình biết rõ rằng mình sai rồi và không gieo lại cái hạt giống đó nữa. Và đã sám hối thì phải sửa đổi mới gọi là sám hối. Còn sám hối không có nghĩa là xin lỗi. Sám hối không có nghĩa là để dịu cái sự căng thẳng của người khác, để làm cho người ta không trách móc mình, để người ta không lên án mình. Đó là pháp thế gian. Sám hối đích thực trên con đường tâm linh là nhận ra cái lỗi của mình và quyết định không bao giờ tái phạm. Và nói là làm, nguyện là làm. Không có được nói để trấn an, không có làm như vậy. Nhưng mà ngày nay khi mà người ta dùng cái sám hối đó như một lời xin lỗi trong pháp thế gian để mà dịu một cái tình thế xuống thì đó không phải là sám hối. Sám hối vẫn là rút kinh nghiệm rồi cũng vẫn như cũ. Đó là sự dối trá. Đó là sự mà người ta gọi là nó lờn thuốc á. Cho người ta không chết vì vi trùng lao, người ta chết vì những cái con vi trùng lao nó đã lờn thuốc rồi, trị không được. Thì tâm người ta vậy đó, cái miệng nói xin lỗi, miệng nói sám hối mà hoàn toàn không có thay đổi gì. Đó là lừa dối mình và lừa dối người ta. Đó là pháp bất thiện đang hoành hành trong tâm của mình. Nó chỉ là cái sự môi miếng mà thôi, không đưa đến một chút xíu nào về cái lợi ích về tâm linh cả.
Đó là cái điều mà chúng ta phải nhận ra rằng cái sự khôn khéo của pháp thế gian với tâm linh nó là pháp bất thiện. Và như vậy nó phát sinh đây. Và đây, khi tới đây mà cái động lực tới đây mà nó hết, nó không còn nữa đó, thì nó là cái phần thứ nhất mà chúng ta đang nói đó, là cái lộ nhãn cảnh rất lớn, mà cái chót của nó, tức là cái cuối cùng của nó là cái động tốc mà thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi đó, cái trường hợp nào mà cái động tốc này nó lại có mặt. Nó tới đó là nó ngừng lại, rồi cái hộ kiếp nó phát sanh lên. Nó phát sanh lên á là nó có mấy cái trường hợp sau đây. Cái trường hợp thứ nhất á là cái cảnh này nó lớn, mà có khi cảnh lớn này nó lại là cảnh tốt nữa. Thì thông thường đó là cái khi mà một cái cảnh nó vừa lớn và vừa tốt thì bao giờ cũng vậy đó, là cái tâm động tốc này khi nó phát sanh thì nó mạnh. Thì khi nó mạnh như vậy là bao giờ nó cũng có hai cái tâm mót đi kèm theo. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thấy đây là cảnh lớn rồi. Đây là cảnh lớn. Nhưng mà tới đây là nó ngắt, nó không cho hai cái phần đi sao. Là bởi vì khi mà cái chúng sinh mà nó khởi lên cái động tốc này đó, thì đối với cái cảnh tốt này đó là cái suy nghĩ nó khác. Thì như nãy sư cô có đưa cái ví dụ mà chưa nói hết á. Thí dụ mình thấy một cái xe đẹp, một cái người đẹp, thì trong lòng của mình á, mình thấy vui, thấy thích. Nhưng mà cái người này vì cái trong tâm ý đó biết rõ rằng cái người này, cái xe này không phải của mình, cái người đẹp này là qua có chủ rồi, cho nên thấy thì vui vậy thôi, chứ hoàn toàn không có dính vào con dạo đó. Thì như vậy cái động tốc nó tới đây là nó hết. Thì cái tâm người ta đó đã có hỷ, có quan hỷ với cái xe đẹp, với một cái người đẹp, nhưng người ta không có luyến ở trong cái chỗ đó, vì biết rõ rằng cái xe đẹp này không phải của mình, và cái người đẹp này đó là cũng không có thuộc về mình nữa, cho nên là quan hỷ nhưng không luyến, thành ra tới đây nó hết. Đó là cái trường hợp thứ nhất để mà chúng ta thấy được cái động tốc nó không có cái tâm mót đi phía sau. Vì vậy đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái khi mà cái cảnh mới á, cảnh mới rồi cái cảnh khách này nè, nó không còn đủ cái lực để nó kéo dài nữa đó, thì cái cảnh chủ này á, nó sẽ cắt ngang cái cảnh khách. Thì như vậy là cái hộ kiếp nó sẽ tiếp theo đây, mà đây nó không có tâm mót. Mặc dù cảnh nó rất lớn, nhưng mà đây tới đây là hộ kiếp nó phát sạch. Thì con đường của nó sẽ đi như thế này. Đây là động tốc. Thì tiếp liền nó là hộ kiếp phát sạch lên. Chứ nó không có hai tâm mót. Đáng lẽ nó phải có hai tâm mót ở đây để nó phụ vào đây. Nhưng vì nó không dính gì hết, cho nên là cái cảnh chủ nó không đủ mạnh để nó... Xin lỗi, cảnh khách nó không đủ mạnh để mà nó cắt đứt cái cảnh chủ. Cho nên cảnh chủ nó sẽ trỗi lên và nó cắt đứt cái cảnh khách. Do đó mà cái hộ kiếp, mà cái động tốc nó tới đây là nó đứt nghe. Mặc dầu cảnh lớn mà nó không có hai mót sao, mà hộ kiếp nó tiếp tục. Tức là cảnh chủ nó khởi lên và nó chiếm lĩnh lại cái vai trò của nó. Bởi vì cái dòng trâu chảy của nó chảy thế này. Bây giờ nó cắt ngang rồi, thì bây giờ nó yếu là cái cảnh chủ nó khởi lên, nó chiếm lĩnh trở lại. Nên chúng ta thấy rồi, đâu nó lại hoàng đó là vậy đó. Hãy coi chừng những cái tập khí, những cái thói quen không tốt của mình. Hãy coi chừng nó. Nó là cái mình phải kiểm soát. Còn cái tốt nó khởi lên thì đâu có gì phải lo lắng. Thôi xin mời tất cả chúng ta nghỉ.